Các truyện Hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Xuyên qua làm nông phụ của tác giả Nguyễn Tiểu Uyển. Phần 5. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Các truyện Hương xưa. Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chương 45. Bận rộn. Mấy ngày nay, ba người Tằng Tử Phu, Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Cường tới lui lui chạy đi thị trấn, rốt cuộc tìm được một chỗ cửa hàng mặt tiền khiến cho tất cả mọi người hài lòng. Đương nhiên, bây giờ còn không thể gọi là cửa hàng mặt tiền. Đó là một tòa nhà sát đường hai ngõ ra vào, tại giao nhau giữa hai con đường, nếu đã thông một mặt tường sát đường, có thể làm mặt tiền cửa hàng sử dụng. Mấy người cùng chủ nhà là lão Chu thương lượng một phen, cuối cùng thống nhất giá tiền 10 lượng bạc một tháng, thuê ít nhất 3 năm. Nửa năm kết một lần. Bởi vì muốn dỡ xuống một mặt tường, trong phòng cũng có chỗ cần phải cải biến, cho nên lại thêm vào vừa vặn 20 lượng bạc để đền bù tổn thất, chủ nhà mới tính đồng ý. Tằng Tử Phu lại có tầm nhìn, đề xuất muốn ký văn bản. Lão Chu chủ nhà cũng sợ mấy người Tằng Tử Phu đến lúc đó thuê được nửa năm không có sinh ý gì sẽ không thuê nữa, cho nên đối với Tằng Tử Phu nói ra muốn ký văn bản ngược lại vô cùng phối hợp. Thậm chí còn nhiệt tình hơn so với Tằng Tử Phu. Lại không biết, trong nội tâm Tằng Tử Phu lo lắng không yên, sợ chủ nhà thấy nhà mình buôn bán tốt, muốn độc chiếm, qua nửa năm thì tìm lý do không cho mình thuê. Cho nên khi Tằng Tử Phu viết lên trên chứng từ câu, nếu như một bên tùy ý trái với ước định, phải bồi thường cho bên còn lại 10 lần 3 năm tiền thuê, thì Thạch Lai Phúc và Tằng Tử Cường đều là bị dọa nhảy lên. Một tháng 10 lượng bạc, một năm chính là 120 lượng, 3 năm nhưng có 360 lượng à. 10 lần chẳng phải là 3.600 lượng bạc sao? Nếu lỡ như sinh ý không tốt, mình giao tiền thuê trễ, hoặc là không có tiền giao tiền thuê, vậy ý nghĩa phải bồi thường cho người ta 3.600 lượng bạc đó. Đây không phải muốn mệnh mọi người đều lấy ra hả? Tằng Tử Cường kéo y phục Tằng Tử Phu, tỷ, cái này, Tằng Tử Phu rất là cường ngạnh lắc đầu, đệ đệ, làm việc chính là phải chú ý thành tín, nếu không còn làm sinh ý gì. Việc này nghe tỷ tỷ không sai. Chủ nhà lão Chu nhìn Tằng Tử Phu viết ra chứng từ quả thực càng hoảng sợ, nhưng trong lòng hắn thật là vui thích. Thanh niên thời nay đều là không biết nặng nhẹ, nếu chứng từ này ký kết xuống, hừ hừ. Đến lúc đó không đóng nổi tiền thuê, trong lòng hắn cũng hiểu được nhìn bộ dạng ba người này cho dù bắt vào nhà lao cũng không thường nổi cho mình 3.600 lượng, nhưng toàn bộ gia sản ruộng đồng của bọn hắn, mình tuyệt đối lấy được tới tay. Ta là không thành vấn đề, rốt cuộc mấy vị có ký chứng từ này hay không? Tằng Tử Phu gật đầu, đương nhiên ký, nhưng mà vừa rồi ta quên, còn cần tăng thêm một điều. Chủ nhà lão Chu nhíu nhíu mày nói, tăng thêm cái gì? Tằng Tử Phu cúi đầu vừa viết lên, nếu như đang trong kỳ thuê 3 năm, chủ nhà bán nhà lấy tiền mặt, trái với ước định, khoản bồi thường vẫn là do chủ nhà hiện tại là Chu Minh bồi thường. Sau khi chủ nhà lão Chu nhìn, ngược lại do dự một chút, nhưng hắn nghĩ đến trong vòng 3 năm trong nhà khẳng định cũng sẽ không xảy ra biến cố gì. Nên sẽ không thay đổi bán nhà này, liền đồng ý ấn dấu tay lên, ba người Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Cường cũng ấn dấu tay lên. Cất kỹ chứng từ phần mình, chuyện phòng ốc coi như là định xuống, hiện tại chính là vấn đề sửa sang lại. Tằng Tử Phu suy nghĩ cân nhắc mọi người vất vả chút, lại thỉnh vài thợ ngỏa, thợ một tay nghề giỏi trong thôn đến hỗ trợ. Đoán chừng không tới 10 ngày có thể hoàn thành, thị trấn cách trong thôn xa, buổi tối công nhân có thể trực tiếp ở lại hậu viện, đồ làm bếp bên trong phòng bếp cũng đều có đủ, đồ ăn thì mình làm cũng được rồi. Lần này mở cửa tiệm, Tằng Tử Phu rút ra trả trước nửa năm tiền thuê và 20 lượng đền bù tổn thất, lập tức phải đi 80 lượng. Trong nhà cũng chỉ còn lại 10 lượng bạc rồi, trong nội tâm nói không đau lòng đúng là lời nói dối. Đáng thương nhìn 12 lượng bạc trong tay, Tằng Tử Phu thở dài, tiền này cũng không giữ được. Sau khi khai trương cần phải mua nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng phải cần bạc, 30 lượng trong tay Tử Cường bởi vì lắp đặt thiết bị còn có thỉnh công nhân bạc đều ném vào, Tằng lão đại cũng bổ sung 15 lượng bạc. Tằng Tử Phu nghĩ nghĩ, ngoại trừ 10 lượng bạc này, lần trước đi huyện nha được huyện lão gia thưởng, trong nhà chỉ còn lại không đến 5 lượng bạc vụn rồi. Đoán chừng chỉ cần không xảy ra đại sự gì, duy trì một năm cũng sẽ không bị đói. Về điểm này Thạch Lai Phúc biểu hiện vô cùng tốt, đều theo Tằng Tử Phu. Đối với Thạch Lai Phúc yên lặng ủng hộ, trong lòng Tằng Tử Phu vẫn có chút cảm thấy,
Hiện tại Thạch Lai Phúc biến hóa lớn hơn so với trước kia, nghĩ có lẽ tiếp xúc lâu với Lý Sở Hà, cũng học được vài thứ. Ít nhất hiện tại nhìn thấy người hơi có thân phận cũng sẽ không có vẻ vô cùng câu nệ. Dù sao muốn ở trong huyện thành mở cửa hàng, hẳn là nên có chút chuẩn bị, nhưng bây giờ bạc vẫn có hơi chút túng thiếu, thật sự là không cách nào. Tằng Tử Phu vắt hết óc, cũng chỉ có thể đi nhờ vả Trần Tiểu Thư. Dựa vào phần thưởng ngọc bội của Trần Tiểu Thư, Tằng Tử Phu quen thuộc đi đến tiểu viện Trần Tiểu Thư ở lại. Trần Tiểu Thư nhìn thấy Tằng Tử Phu hơi biểu lộ nhiệt tình, mấy hôm không gặp ngươi, lại có phương pháp mới mẻ gì rồi. Bất kể lúc trước là Nguyệt Sự Thư hay là Xe Nôi, đều làm cho Trần Phủ mạnh mẽ buôn bán lời một số. Trong mắt phụ thân mình, càng phát ra yêu thương đối với mình rồi. Tuy việc thương nhân vốn không nên để nữ tử làm, nhưng đại ca của mình quả thực là không tốt. Trừ ăn uống chơi gái đánh bạc ra, cái khác cũng sẽ không. Trông cậy vào hắn kiếm tiền, còn không bằng trông cậy vào heo mẹ mở miệng nói tiếng người. Cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết dùng tiền, lại phải giải quyết hậu quả cho hắn, thật không biết ném bao nhiêu bạc rồi. Hiện tại trong phủ đại bộ phận sổ sách sự vụ cha cũng đã giao cho mình đến xem xét, đại khái vẫn là để cho cha hài lòng. Nhưng đã có lúc không để cho Trần Phủ thu nhiều tiền rồi, đại ca của mình ở trước mặt mình lại bắt đầu vùng lên. Tuy hiện tại trên mặt cha vẫn hướng về mình, nhưng một tia thất vọng vẫn để cho mình bắt gặp. Lúc này Tằng Tử Phu có thể tới, vậy thì thật là tốt quá. Tằng Tử Phu cười cười, đầu tiên là hời hợt nói cho Trần Tiểu Thư biết đệ đệ nhà mẹ đẻ của mình mở gian cửa hàng ở thị trấn. Lại lấy ra một bản vẽ giao cho Trần Tiểu Thư, thời gian này vội vàng, ta vẫn bận chuyện trong cửa hàng của đệ đệ, thật sự là không kịp làm ra hàng mẫu, nhưng nghĩ là sẽ được hoan nghênh. Trần Tiểu Thư cúi đầu mở bản vẽ ra, cẩn thận nhìn nhìn, nhíu mày, cái này có thể làm được sao? Tằng Tử Phu khẳng định gật gật đầu, đây nhất định là không có vấn đề. Chỉ cần ở đây đóng dây thừng lên, người lôi kéo, cái này sẽ chuyển động. Tiết kiệm sức lực không nói, chính là nếu như so với quạt cây quạt giấy càng mát mẻ hơn. Này cũng là cái đồ chơi mới mẻ, mặc kệ có thể làm được hay không, ngươi cầm 100 lượng bạc đi. Về phần cửa hàng huynh đệ nhà mẹ đẻ ngươi, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ đánh tiếng với mọi người. Tằng Tử Phu nắm chặt 100 lượng bạc trong tay, tạ ơn Trần Tiểu Thư liền tận lực không làm cho người ta chú ý từ cửa sau Trần Phủ đi ra ngoài. Cầm ngân phiếu 100 lượng, vào tiền trang, thay đổi 5 nén 10 lượng bạc và 50 lượng ngân phiếu. Dùng vải dầu không thấm nước bao bọc thật kỹ ngân phiếu nhét vào bên trong áo lót của chính mình. Bước nhanh đi đến cửa hàng đã ra hình dáng, chào hỏi cùng vài thợ ngõa quen thuộc từ Thạch Gia thôn mời đến liền vào hậu viện lôi Tằng Tử Cường đang mài cái bàn và Thạch Lai Phúc đang giúp ở một bên. Đến cửa huyện Nha Môn, Tằng Tử Phu tiến lên nói, hai vị quan đại ca, không biết Ngưu đại ca đang có ở bên trong hay không? Hai người gác cửa đánh giá Tằng Tử Phu, không kiên nhẫn nói, ngươi là ai? Tằng Tử Phu móc ra một lượng bạc vụn kín đáo đưa cho quan sai mở miệng nói chuyện, quan đại ca, giúp đỡ chút. Quan sai thu bạc cười cười, ngươi ở đây chờ đi. Không lâu lắm thì Ngưu đại thành liền đi ra, nhìn thấy Tằng Tử Phu nói, đại muội tử, là ngươi à, tìm ta có chuyện gì? Tằng Tử Phu cười nhỏ giọng nói cùng Ngưu Đại Thành, Ngưu Đại ca, ở đây không tiện nói chuyện không, hiện tại ngài, Ngưu Đại Thành hiểu ý gật đầu, đi, chúng ta đi tới tiệm ăn nhỏ phía trước, Ngưu ca ta làm chủ. Đây là đại muội phu hả, còn đây là... Thạch Lai Phúc đứng ở một bên gật gật đầu, Tằng Tử Phu cười cười giới thiệu, đây là huynh đệ nhà mẹ đẻ ta, Tằng Tử Cường. Con ngươi Ngưu Đại Thành đảo một vòng, vỗ vỗ cái ót, coi cái trí nhớ kém của ta đây, nhớ rồi. Nhớ rồi, lần trước đại muội tử nói nhà mẹ đẻ ngươi có một huynh đệ muốn mở gian cửa hàng tại thị trấn đúng không? Như thế nào? Tìm được chỗ chưa? Tằng Tử Phu gật gật đầu nói, đang sửa chữa lại, xem chừng mấy ngày nữa chọn được thời gian là có thể khai trương, đến lúc đó còn muốn phiền toái Ngưu đại ca đi cổ động một chút. Ngưu đại thành khoát tay nói, đây đều là việc nhỏ, đại muội tử có gì cần Ngưu đại thành ta cứ mở miệng nói một tiếng, Ngưu ca của ngươi là người thống khoái, không thói quen siêu vẹo hỗn loạn. Tằng Tử Phu gật gật đầu thuật lại lo lắng cùng với ý tứ của mình nói một lần với Ngưu Đại Thành. Ngưu Đại Thành gật gật đầu nói, điểm ấy muội tử liền yên tâm đi, vị trí bên kia đúng lúc là giao giữa hai con phố, theo lý thuyết, ai cũng sẽ không đi trông nom. Nhưng nếu muội tử ngươi vẫn còn có dư, tốt nhất đều lên tiếng kêu gọi cả hai con đường, như vậy cũng an tâm không phải sao?
Tằng Tử Phu liền vội vàng gật đầu, đây không phải muốn mời Ngưu đại ca hỗ trợ dẫn đường tiến cử sao? Ngưu đại thành đồng ý, cái này thì có vấn đề gì, muội tử, ngươi định thời gian, khác không dám nói, về Vương Thuận Tử và Triệu Lục Tử chút mặt mũi ấy vẫn có thể bán cho đại ca của ngươi là ta. Tằng Tử Phu và Tằng Tử Cường, Thạch Lai Phúc thương lượng một chút rồi nói, Ngưu đại ca, cửa hàng chúng ta đại khái còn khoảng 5-3 ngày nữa là có thể thu thập xong. Nếu không ta liền định đến 6 ngày sau đến trong cửa hàng chúng ta vậy, cũng thuận tiện thỉnh Ngưu đại ca cùng hai vị kia đến nếm thử tay nghề cửa hàng chúng ta, về sau còn muốn thỉnh nhiều cổ vũ hơn. Ngưu đại thành gật đầu đồng ý, Tằng Tử Phu móc ra nén bạc 10 lượng kính đáo đưa cho Ngưu đại thành. Ban đầu Ngưu đại thành chết sống không chịu nhận, về sau liền ẩm ờ thu vào trong lòng ngực của mình. Nụ cười trên mặt cũng thật hơn nhiều, vỗ bộ ngực cam đoan có hắn thì sẽ không có ai dám đi tìm cửa hàng các ngươi gây phiền toái. Xong xuôi chuyện này, Tằng Tử Phu thở dài một hơi, cái này gọi là Diêm Vương dễ gạt gẫm, tiểu quỷ khó chơi mà. Lại cẩn thận kiểm tra đồ đạc lắp đặt vào nhà, nhất là than trượt Tằng Tử Cường đã làm. Hầu như mỗi một chỗ Tằng Tử Phu đều sờ lên, sợ ở đâu trượt không trơn tru, về sau thời điểm tiểu hài tử ở phía trên chơi đùa, va chạm bị thương. Tằng Tử Phu đứng dậy, vỗ mạnh lên trên trán của mình, tự nhủ, nhìn xem, trí nhớ của mình. Liền kêu Thạch Lai Phúc, để cho hắn đi với mình đến chỗ Lệ Đại Nương giảm bớt một ít vải bố, bỏ thêm vào ít bông tốt, chuẩn bị đến lúc đó đệm ở phía dưới than trượt, như vậy hài tử chơi càng thêm an toàn. Nhưng mà nhìn vải bố thật sự là quá không hòa hợp cùng than trượt rồi. Cuối cùng lại đi cắt vài thước vải bông tinh khiết, lóc lên trên nệm vải bông, như vậy cũng dễ giặt tẩy, nhìn cũng thuận mắt. Tằng Tử Cường ở một bên nhìn tỷ tỷ mình giúp đỡ chính mình bận đến bận đi, trong lòng thực cảm động. Tiền này là tỷ tỷ ra nhiều nhất, việc cũng là tỷ tỷ chạy trước chạy sau, nghe nói bởi vì em bạn dâu của tỷ tỷ mang thai, công việc trong nhà cũng đều là một mình tỷ tỷ làm. Cuối cùng trên phương diện phân chia tiền lời vẫn như lúc trước tỷ tỷ đã nói, hai người chia đôi. Theo lý thuyết, tỷ tỷ là nên chiếm nhiều hơn, nhưng thật sự mình không thể lay chuyển được tỷ tỷ mình. Tỷ phu lại là người thành thật, cũng không có biểu hiện ra nửa điểm không cam tâm tình nguyện. Trong nội tâm Tằng Tử Cường âm thầm quyết định về sau trong một nửa mình được chia sẻ lấy ra một phần để dành cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ không cần, về sau chờ tiểu bùng trưởng thành, mình sẽ cho tiểu bùng. Chương 46, ăn uống chơi bời. Trên vấn đề đặt tên cho cửa hàng, quả thực Tằng Tử Phu cẩn thận suy nghĩ một phen. Thương lượng cùng Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Cường cuối cùng quyết định gọi ăn uống chơi bời, thông tục dễ hiểu. Cũng gần sát với cuộc sống không phải sao. Tên cũng coi như là mới lạ, nói trắng ra tên cửa hàng như vậy ở thời đại này còn không có, tin tưởng cũng có thể hấp dẫn người có chút hiếu kỳ. Gốc Tây Bắc trong tiệm dùng gỗ thô mài bóng loáng ngăn ra một phòng 5 thước vuông, trên mặt đất trải đệm bông dày lên, để cho mấy người thợ ngõa làm vài cái than trượt mang đi vào trong phòng. Đặc biệt ở bên ngoài đặt một cái tủ giày, tiểu hài tử có thể cởi hài đi vào chơi. Cửa hàng không tính quá lớn, bỏ hai cái nhã gian thông bên ngoài đại sảnh xếp 18 bàn ghế, đều là 4 người một bàn. Vốn lúc trước còn suy nghĩ làm ra thành bàn tròn, làm như vậy người ngồi cũng nhiều, nhưng Tằng Tử Phu suy nghĩ lại, lúc này mang lên bàn tròn bàn vuông, nhìn không đẹp mắt, loạn. Cuối cùng quyết định ngoại trừ hai cái tiểu nhã gian, mỗi căn bày một cái bàn tròn lớn 10 người ngồi, trong sảnh ở bên ngoài đều chế thành bàn nhỏ, nếu người đến thật nhiều, có thể sắp vài cái bàn hợp lại cũng được. Chính giữa mỗi cái bàn đều thống nhất bày lên bình nhỏ hàng tre trúc, bên trong cắm vào 2-3 cái hoa lan dùng vải lẻ tạo thành. Bên cạnh thì bày một cái ấm trà, trên mặt bàn còn có khắc chữ số. Bốn góc mỗi cái bàn bày một bộ đồ ăn, một cái chén, một cái muỗng, một cái đĩa nhỏ, một cái ly trà, một đôi đũa trúc và một chiếc khăn tay vuông bằng vải bông có màu lam. Những vật này ngoại trừ khăn tay cùng bình nhỏ hàng tre trúc Tằng Tử Phu, Tằng Vương Thị cùng nhau tự chế, những thứ khác đều là đi bên Vương gia thôn chuyên nung đốt đồ gốm để cho người ta làm. Cũng là đi nhờ nhà lão Vương ca mua giúp so với đi mua thành phẩm ngoài chợ thì giá rẻ hơn chút ít. Bốn chữ ăn uống chơi bời trên tấm bảng hiệu, Tằng Tử Phu nhờ Lý Sở Hà hỗ trợ ghi. Về phần khắc chữ thì do tay nghề của Tằng lão đại làm cho, đừng nói bảo đao chưa lão, có cái này phải gọi là tinh tế. Mà ngay cả Tằng Tử Phu trang trí thêm chu vi bốn phía đều là giống như đúc, rõ ràng cho thấy vượt ngoài mong đợi, một chút cũng không có cảm giác hỏng bét. Vừa vào cửa bên trái, cũng là mặt chính đông bên trong cửa hàng là quầy hàng.
Trên quầy cũng là cái giá gỗ, bày các loại rượu loại cùng với thẻ bài bằng gỗ ghi các món ăn. Nhưng mà Tằng Tử Phu vẫn cẩn thận chuẩn bị 8 phần menu, nhưng chỉ để 2 phần ở trên quầy, còn lại đều cất đi, chờ 2 phần kia hư hao rồi lại đổi. Phòng phía nam trên tường đều đặt giá gỗ nhỏ, trên mặt bày biện các loại hàng mỹ nghệ làm bằng gỗ có ghi giá công khai. Có búp bê làm bằng gỗ tiểu hài tử thích, còn có các món đồ chơi xếp gỗ Tằng Tử Phu mang tới từ hiện đại, còn có ống đựng bút làm bằng gỗ, chỗ nhỏ tinh xảo để bài trí bằng hàng tre trúc. Đối diện trên tường phương Bắc treo một ít câu đố, chỉ cần đoán trúng sẽ có phần thưởng tương ứng, dù sao phải gom góp đủ 4 chữ ăn uống chơi bời này. Những điều này là do ý tưởng đột phát của Tằng Tử Phu, lại không biết trong tương lai vài năm sau, ngay cả các tiệm cơm trong kinh thành đều thịnh hành như vậy, mặc dù là những đại tửu lâu cũng đều bắt chước một phen. Sau khi toàn bộ được thu thập thỏa đáng, liên hệ cùng Ngưu Đại Thành. Hôm nay là Tằng Tử Phu tự mình xuống bếp đã làm xong cả bàn tràn đầy thức ăn phong phú. Khuôn mặt Tằng Tử Cường và Thạch Lai Phúc tươi cười nghênh đón ba người Ngưu Đại Thành, Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử ở cửa ra vào. Hai người Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử cái này là Du Côn Lưu Manh ở trên hai con đường thì rõ ràng hợp lý hơn. Tằng Tử Phu đổ mồ hôi một phen, mặc kệ là cái triều đại nào nghề nghiệp Du Côn Lưu Manh này đều là vui sướng phồn thịnh. Không thể thiếu. Trên mặt hai, lão đại của hai con phố cũng đều rất nể mặt Ngưu Đại Thành, cũng không xét nét cái gì, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm với Thạch Lai Phúc và Tằng Tử Cường. Tửu lượng của Tằng Tử Cường và Thạch Lai Phúc sự là chẳng ra gì, không biết đã chạy vào nhà vệ sinh phun ra mấy lần. Tằng Tử Phu ở phía sau phòng bếp nhìn quả thực sốt ruột, cũng đau lòng, nhưng dù sao cũng không tốt cứ như vậy mà đi ra ngoài lên cùng bàn rượu. Niên đại này ngoại trừ Diêu tỷ, cô nương đứng đắn nhà người ta, phụ nhân đều không được ở bên ngoài ngồi cùng bàn uống rượu cùng với các nam tử xa lạ. Huống chi Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử cũng không phải là thứ tốt gì, cái này nếu truyền đi, Tằng Tử Phu có thể đi nhảy sông tự vận rồi, mỗi người một ngụm nước miếng là có thể chết đuối Tằng Tử Phu. Hai người Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử cơm nước no nê, lại một người thu 10 lượng bạc, hơn nữa có Ngưu Đại Thành hỗ trợ nói chuyện, liền vỗ bộ ngực cam đoan, có bọn họ. Trên đường này không ai dám tìm cửa hàng này kiếm chuyện. Tằng Tử Phu thọc Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Phúc có chút say khướt nói chuyện đều liếu cả đầu lưỡi. Nhìn Tằng Tử Cường ở bên cạnh cũng tám lạng nửa cân, Tằng Tử Phu thở dài, cười nói, hai vị đại ca, ngày sau tiểu điếm liền chính thức buôn bán, ngày hôm đó cũng sẽ náo nhiệt, nếu như hai vị đại ca không vội thì đến ăn cơm. Về sau tiểu điếm cũng xin nhờ hai vị đại ca chiếu cố nhiều hơn, giai đoạn trước tiểu điếm thật sự là ném hết bạc vào chuẩn bị. Hiện tại cũng hết của cải, hiếu kính đại ca ít đi, mong lượng thứ nhiều, chờ làm ăn có khởi sắc, lại riêng thỉnh hai vị đại ca tới uống hai chung. Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử là loại người gì? Có thể đều tự mình chiếm lấy một con phố, đó cũng là người có ánh mắt, khéo léo. Còn có thể không rõ ý tứ trong lời nói này của Tằng Tử Phu sao? Huống chi Tằng Tử Phu nói cũng không cao sâu, cái này nói trắng ra chính là đang nói với mình. Hiện tại trong tay lại không có bạc gì, cho 10 lượng bạc để cho mình chớ để ý, chờ sinh ý trong tiệm tốt lắm, còn có hiếu kính khác. Ở trên bàn cơm, Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử cùng Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Cường coi như là xưng huynh gọi đệ rồi. Vương Thuận Tử đã nói với Tằng Tử Phu, đệ muội à, điểm ấy ngươi yên tâm, chỉ bằng tay nghề này của ngươi, không kém so với đầu bếp, bách tửu lâu, cũng mới lạ. Thuận Tử ca của ngươi sẽ thả lời ra, xin ý tiệm này tuyệt đối tiền tài vào như nước. Tằng Tử Phu cười nói, được vậy thì còn gì bằng, ta chỉ là một tiểu phụ nhân, cái gì cũng không hiểu chỉ ở trong phòng bếp ngây ngô, có thể vào mắt đại ca, cũng là phúc khí của ta không phải sao. Nhờ đại ca từ nay về sau chiếu cố nhiều hơn, cái này. Thật sự là đi không được, sẽ không tiễn hai vị đại ca rồi, dù sao cũng là người một nhà không phải sao. Tằng Tử Phu khó xử nhìn Thạch Lai Phúc và Tằng Tử Cường ngã trái ngã phải. Triệu Lục Tử cũng cười ha ha nói, hai vị lão đệ đều là người thành thật, ha ha, bữa cơm này, bữa rượu này ăn thật thống khoái. Uống thống khoái. Đúng vậy, đệ muội tử, ngươi cứ bận việc của ngươi đi, hai ca chúng ta đi trước. Ngưu ca, lời ngài nhắn nhủ, hai người chúng ta tuyệt đối làm thỏa đáng rồi, lại nói hai lão đệ cũng là có duyên hợp mắt chúng ta. Người một nhà. Sau khi hai người đi, Tằng Tử Phu lại cảm tạ Ngưu Đại Thành một phen. Quay đầu lại nhìn Thạch Lai Phúc và Tằng Tử Cường đã ghé vào trên mặt bàn đang ngủ,
Tằng Tử Phu thở dài. Từ sau viện cầm lấy hai cái chăn bông đã chuẩn bị đắp cho hai người, nàng thật sự là không cách nào khiêng hai người vào hậu viện. Thừa dịp hai người đang ngủ say, Tằng Tử Phu đi phòng bếp nấu xong canh giải rượu. Lại trở lại hậu viện, cẩn thận quét dọn một phen, dù sao từ hôm nay trở đi Tằng Tử Cường phải ở lại hậu viện, tiết kiệm đường xa vài dặm lại chạy tới chạy lui, ở trọ bên trong còn có thể trông tiệm. Mời hai người thành thật ở bổn gia Tằng gia thôn đến làm điếm tiểu nhị, nên dặn dò cũng đã dặn dò, cũng ở tại hậu viện, nhưng phải đợi ngày mai mới đi qua. Về phần phòng bếp này, món ăn chính là chiêu bài, Tằng Tử Phu mời hai đầu bếp, đồ ăn bình thường đều là biết làm. Về phần mấy thứ chiêu bài, chủ yếu là ngon miệng có chút giống món Tây, đều là Tằng Tử Phu tự mình làm ở nhà, sau đó để cho Thạch Lai Phúc mang tới. Nói cho cùng về sau sinh ý trong tiệm có thể phát đạt, cũng phải dựa vào những phương thuốc hiện đại này. Tằng Tử Phu là lưu lại một chút thủ đoạn, hiện tại vừa khai trương chỉ là chuẩn bị ba loại thức ăn giống Tây, về phần những thứ khác, Tằng Tử Phu tính toán từ từ đưa ra. Hiện tại Tằng Tử Phu vô cùng cảm tạ miệng tham ăn của mình. Tuy lịch sử giảm béo đầy huyết lệ hôm nay nhớ tới, vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng nếu không phải vì mình muốn ăn ngon, mình cũng sẽ không đi tiệm sách mua sách dạy nấu ăn, từ trên mạng cũng thu được rất nhiều cách nấu món Tây kiểu dân gian, hiện tại nhớ tới, mình cũng là có dự kiến trước. Ban đầu vốn tính toán sau khi điếm khai trương, mời Thạch Thúy Cúc và Thạch Lai Quy tới giúp. Một là có khả năng giúp đỡ bọn họ một chút, tránh cho trong lòng Thạch Lai Phúc không thoải mái. Lại nói hai người này cũng không dám nói gì khác, nhưng đều là người vô cùng chịu khó, nhất là Thạch Thúy Cúc, có tay nghề nấu các món ăn cơm, làm công việc nhà cũng rất lưu loát. Nhưng bây giờ Thạch Thúy Cúc là phụ nữ có mang, Thạch Lai Quy một tấc cũng không rời, Tằng Tử Phu cũng không cách nào mở miệng để cho Thạch Lai Quy tới trước. Không có biện pháp, mình và Thạch Lai Phúc đành phải vất vả một chút. Cũng may Tằng Tử Cường cho Thạch Lý Thị ấn tượng rất tốt. Hai năm qua Tằng Tử Phu làm chuyện gì cũng không để cho Thạch Lý Thị tìm được lỗi. Hơn nữa vừa sinh đại tôn tử, đại tôn nữ cho Thạch Lý Thị. Cũng đưa chuyện trông nom hài tử và chiếu cố Thạch Thúy Cúc cho bà, cũng bận rộn 2-3 ngày. Tuy Thạch Lý Thị tuổi tác lớn, nhưng mà ứng phó được. 15 tháng 3, ăn uống chơi bời, chính thức khai trương. Ngoại trừ đốt pháo còn mời được múa lân, coi như náo nhiệt, cũng hấp dẫn dân chúng chung quanh sang đây xem náo nhiệt. Hơn nữa hôm nay khai trương một ngày đầu tiên, chỉ cần tiến vào ăn cơm liền đưa tặng điểm tâm, ăn cơm còn giảm 5%, cũng hấp dẫn ít dân chúng tiến vào nếm thức ăn tươi. Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử và Ngưu Đại Thành cũng tới chúc mừng, cũng đưa lên quà mừng tượng trưng. Ba người này ở trên hai con phố, ở đây không có ai là không biết, lão bản các cửa hàng chung quanh cũng đều đi qua lên tiếng chúc mừng, thuận tiện ở tăng uống chơi bời, nếm thử thức ăn mới. Làm cho mấy người Tằng Tử Phu không ngờ tới là, Trần Phủ cũng phái người đưa tới hạ lễ, cửa ra vào tiểu nhị vừa báo, trong phòng liền yên tĩnh. Trần Phủ ở đây trong huyện thành này chính là đại thương hộ số một số hai đó. Không ai có thể chọc nổi, mà ngay cả huyện lão gia thấy vẫn phải cho ba phần mặt mũi. Nghe nói trong kinh thành cũng có quan hệ. Trong lòng Tằng Tử Phu hiểu được, đây là ý tứ Trần Tiểu Thư, hơn hết là bởi vì đánh trúng danh hào Trần Phủ. Người không biết chuyện đều cho rằng đằng sau cửa hàng này là Trần gia. Đối với mấy người Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử, Ngưu Đại Thành cũng bắt đầu cảm thấy đương nhiên rồi. Ngưu Đại Thành cười ha ha, nện cho Thạch Lai Phúc một cái, lão đệ, không nghĩ tới các ngươi cùng Trần Phủ cũng có quan hệ thân thích. Thạch Lai Phúc cũng là rất nghi hoặc, biết nương tử mình và Trần Phủ có làm vài cọc sinh ý, nhưng thật sự là không nghĩ tới Trần Phủ sẽ cho người mang hạ lễ tới. Đây chính là thật có mặt mũi à. Ngưu Đại Thành nhìn sắc mặt Thạch Lai Phúc trước mặt cũng không giống giả vớ liền nói, lão đệ, ngươi thật sự không biết. Thạch Lai Phúc gật gật đầu, Ngưu ca, cũng không có gì gạt ngài, Trần Phủ này ngược lại nương tử ta có đi qua mấy lần, đều là tặng đồ cho Trần Tiểu Thư. Thiếp nghĩ Trần Tiểu Thư thiện tâm, biết rõ chúng ta mở tiệm ở thị trấn, tiện tay giúp đỡ một chút đi. Đối với giải thích này ngược lại Ngưu Đại Thành lại tin, Trần Đại Tiểu Thư Trần Phủ chính là một người lương thiện, năm rồi có thiên tai, Trần Tiểu Thư đều đi ra mở liều phát cháo, cũng sẽ tiếp tế chút ít cơm cho người nghèo không có cơm ăn. Nhưng mà, đối với Tằng Tử Phu mà nói, Trần Phủ đưa tới hạ lễ không có gì không nghĩ ra. Nhưng khi tiểu nhị cửa ra vào báo lên vương huyện lệnh đặc biệt cho Tần đại quản gia trong nhà tự mình đưa tới hạ lễ, thì có chút không hiểu rồi.
Người dùng cơm trong đại sảnh cũng an tĩnh vài giây rồi không ngừng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, không nghĩ tới, xem ra người đứng đằng sau thân phận rất lợi hại. Đúng vậy à, không riêng Trần Phủ, đại quản gia trong nhà huyện Thái Gia cũng đích thân tới. Đừng nói điểm tâm nhỏ này mùi vị kia thật sự là hương vị ngọt ngào, vừa không ngấy, một hồi ta nhanh nhanh mang về cho nương tử của ta một ít. Ngươi thật là thê quả nghiêm, tên sợ vợ. Ta đây là thương vợ, ngươi muốn thương, ngay cả nương tử cũng không có mà thương ấy chứ. Từ nay về sau ta thường đến bên này, lão bản này không phải đơn giản, biết đâu còn có thể khoác lên giao tình gì. Vương Thuận Tử, Triệu Lục Tử nhìn nhau, xem ra người nhà này cũng không phải đơn giản theo như lời Ngưu Đại Thành vậy. Nhìn thần sắc Ngưu Đại Thành, chắc hẳn cũng biết không nhiều, nhưng mà, người nhà này có ánh mắt thức thời, biết rõ chúng ta làm quỷ khó chơi, cái gì cần làm cũng đã làm rồi. Xem ra sau này chính mình trả lại nhiều mặt mũi rồi, đừng để đại thủy trôi Long Vương miếu. Nhưng mà hôm nay nhìn điệu bộ này, nên cũng sẽ không phải không có mắt đụng phải bề trên gì. Cho đến khi qua mấy ngày, mấy người Tằng tử phu mới biết được, bỏ ăn rau cần có mấy tháng đích phu nhân và một tiểu thiếp của đại công nhà huyện Thái Gia đều mang thai rồi. Lại trùng hợp nữa là ngay tại ngày khai trương mới kiểm tra ra, huyện Thái Gia mừng rỡ, đại tôn tử chờ đợi đã lâu rốt cuộc đã tới. Để cho đầy tớ đi Thạch Gia thôn thỉnh Lý Quang Xuân và Tằng tử phu tới, cái này không phải Ngưu Đại Thành mà là một thủ hạ nha môn, biết rõ hôm nay cửa hàng của bọn họ khai trương, nên nói với vương huyện lệnh. Mới phát sinh Tần đại quản gia tự mình đưa lễ vật chúc mừng tới. Ai? Chương 47, trồng dưa. Hai ngày đầu vừa khai trương ăn uống chơi bời, đã không còn chỗ ngồi, đồ chơi nhỏ làm bằng gỗ cũng bán không còn cái nào. Cũng may bây giờ Tần lão đại vẫn còn làm tốt, lại là một niềm vui nhỏ, rất nhanh liền bổ sung một lượng lớn, cũng mới lạ thú vị. Hơn nữa một vài hiệu ăn, tửu lâu chung quanh đều theo phong trào, mấy ngày sau sinh ý xem như ổn định lại. Sẽ không giống như mới vừa khai trương mấy ngày đầu, kín người hết chỗ, hận không thể một người trở thành ba người đến làm. Đương nhiên, tương đương vài ngày này một ngày lợi nhuận thuần thu vào đã hơn 10 lượng bạc. Nhưng mà, từ lúc mấy hiệu ăn tửu lâu chung quanh chạy theo phong trào, sinh ý vẫn bị đoạt đi rất nhiều. Dù sao người ta đều là cửa hiệu lâu đời, buôn bán đã vài năm, thậm chí mấy thập niên. Nhất định bản thân họ có khách hàng quen, chỉ có điều ăn uống chơi bời của Tằng tử phu quá mức mới lạ, hấp dẫn khách nhân đến nếm thức ăn tươi mới. Nhưng một khi bọn họ đều đã đi tửu lâu hiệu ăn rồi, đương nhiên người ta cũng trở về không phải sao. Nhưng mà, Tằng tử phu làm vài loại điểm tâm nhỏ, chính là bí phương độc nhất vô nhị, mấy lần nhìn thấy điếm tiểu nhị của tiệm đối diện tới mua điểm tâm, Tằng tử phu suy nghĩ ra một chiêu. Nàng mời mấy lão bản hiệu ăn tửu lâu chung quanh đến bàn chuyện. Hừng đông mỗi ngày bên mình đều phân biệt đưa đi vài hộp điểm tâm sang bên họ, đương nhiên, giá tiền thì giảm bớt một chút. Mấy trưởng quầy cũng đều là nhân tinh, cẩn thận suy nghĩ, tuy rằng kiếm ít đi một chút, nhưng dù sao so với để cho khách nhân tự mình chạy qua đây mua thì một phân tiền lợi nhuận cũng không có, tính ra vẫn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, cũng có người tài đại khí thô muốn mua cách điều chế, nhưng đều bị Tằng tử cường đuổi mất. Nói thí dụ như Tửu Lâu, Bạch Vân Lâu của Vương Gia trên mặt tiền đường một con phố ở thị trấn. Nói đến Vương Gia thì không thể không đề cập tới Trần Gia. Vương Gia và Trần Gia vốn là thân gia, Vương Gia Đại Tiểu Thư cùng Trần Gia Đại Công Tử có chỉ phúc phi hôn. Nhưng Trần Gia Đại Công Tử không phải là người bình thường không chịu thua kém. Vốn đều đã định ngày tốt lành, chỉ còn vài ngày nữa là vừa đến ngày đón dâu, nhưng Trần Đại Công Tử chờ không được. Thừa dịp Vương Tiểu Thư trên đường dân hương liền yêu cầu đòi gì kia rồi. Nói như thế nào Vương Tiểu Thư cũng là đại gia Tiểu Thư, đụng phải chuyện như thế, mặc dù là vị hôn phu của mình thế nhưng vẫn chịu không được, cùng đường lại nhảy sông tự sát. Từ sau khi chuyện xảy ra, Vương gia Trần gia chính là thủy hỏa bất dung. Thời điểm ăn uống chơi bời mới mở cửa khai trương Trần Phủ đưa lễ, Vương gia tự nhiên muốn đưa ăn uống chơi bời về phía Trần Phủ. Nếu không phải bởi vì huyện Thái Gia phái Tần đại quản gia tự mình đến tặng hạ lễ, chắc tăng uống chơi bời đã sớm không mở nổi. Đương nhiên những thứ này đám người Tần tử phu không biết đến. Sau khi ổn định lại, mỗi ngày tiền thu vào của cửa hàng ít nhất cũng có 2 lượng bạc, có thời điểm 3-4 lượng. Lại thuê mẹ quá con côi ở cùng thôn mẹ để là bà tử Tần Trần Thị đến phòng bếp cửa hàng hỗ trợ. Tần Trần Thị là người an phận, làm việc thật thà. Chỉ là không thích nói chuyện, người nói cái gì nàng cũng khúm núm gật đầu,
không nói không rằng. Tằng Trần thị xem như mệnh khổ, thời điểm còn mang hài tử, nam nhân của nàng lại bởi vì ngoài ý muốn mà chết, nhà chồng cho rằng nàng khắc phu, có thể nghĩ cuộc sống có bao nhiêu khó khăn. Thật vất vả sinh hài tử ra, còn là một đứa con gái, từ đó về sau hai mẹ con nàng chính là một bữa đói một bữa no. Nữ nhân chết chồng lại mang hài tử, không phải dễ dàng tái giá như vậy. Hơn nữa Tằng Trần thị cũng không phải là người có tư sắc, coi như có lập gia đình thì đừng nói làm bình thê, cho dù là tiểu thiếp cũng không tới phiên nàng. Huống chi nàng còn cần nuôi sống nữ nhi, nhà chồng không quan tâm, mà chính nhà mẹ đẻ thì càng đừng nói ra, chị dâu là người mạnh mẽ, tính tình ca ca và nàng giống nhau, cũng chỉ có thể mang theo con gái còn nhỏ tuổi lại gầy yếu ở nhà chồng sống tạm qua ngày rồi. Nhưng người lớn có thể ráng chịu đựng, hài tử chịu không được, qua không được vài năm, con gái Tằng Trần thị cũng bởi vì phát sốt mà mất đi, kết quả có thể nghĩ. Tằng Trần thị bị nhà chồng đuổi tới ở lại trong chuồng heo. Trong tiệm thiếu người, người không biết rõ nguồn gốc cũng không dám thuê. Xác thực Tằng Trần thị cũng đáng thương, nên khi Tằng Vương thị khuyên bảo, Tằng Tử Phu liền đáp ứng để cho Tằng Trần thị đi phòng bếp hỗ trợ. Lại không biết bởi vì quyết định này, sau này mang đến chỗ tốt không thể tưởng tượng. Đương nhiên, những điều này là để nói sau. Mọi thứ ở cửa hàng đều đi vào quỹ đạo, Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc liền trở về nhà. Dù sao thời gian quá lâu, một là sợ trong nội tâm Thạch Lý Thị không thoải mái, hai là rất nhớ ba búp bê của mình, ba là bụng Thạch Thúy Cúc ngày từng ngày lớn dần. Dù sao tuổi tác Thạch Lý Thị cũng lớn, còn có ba hài tử, sợ chăm sóc không xuể. Vừa vào cửa nhà, Tằng Tử Phu cầm một bộ quần áo may sẵn giao cho Thạch Lý Thị, nương, người thử cái này xem, màu sắc và hoa văn này chính là năm nay mới ra. Nghe nói là từ Giang Nam bên kia truyền tới, thật sự là hiếm có. Thạch Lý Thị a một tiếng, mừng rỡ tiếp nhận, nhìn quần áo trong tay thêu hoa văn phú quý đồ, một chút không vui trong lòng cũng xem như tan thành mây khói. Tuy Thạch Lý Thị tiếp nạp Tằng Tử Phu, nhưng mấy ngày này con trai con dâu cũng không ở nhà, là vì giúp huynh đệ nhà mẹ đẻ của con dâu. Một hai ngày không có gì, Thạch Lý Thị bà cũng cảm thấy phải, dù sao thời điểm nhà mình bận bịu, Tằng Tử Cường cũng chịu khó tới giúp. Nhưng thoáng cái đi gần một tháng, cái này đổi thành ai cũng không vui, con của mình còn vội vàng đánh xe lừa chạy tới tới lui lui. Ngày bình thường có Tằng Tử Phu, Thạch Thúy Cúc làm việc nhà, Thạch Lý Thị cũng không thấy được mệt mỏi ở đâu. Nhưng Tằng Tử Phu vừa đi, Thạch Thúy Cúc mang thai hài tử, sao có thể để cho nàng làm việc, phía dưới còn có ba cái đại tôn tử phải trông nom, Thạch Lý Thị thật sự là mệt rồi. Có thể nghĩ, trong bụng có bao nhiêu không thoải mái. Thạch Lý Thị không phải người đần độn, mặc dù chưa thấy qua thành thị, nhưng xem xét vật liệu may mặc này cũng biết là thứ tốt, hơn nữa đứa con dâu của mình nói đây là thợ may, chính mình biết đến thợ may đều rất quý. Tiền thợ may may một kiện quần áo, có thể đủ mua vải vóc rồi làm hai ba bộ y phục. Lại phung phí dùng tiền, ta cũng đã là lão bà tử mặc làm gì đồ thợ may chứ, có thể trả lại không? Tằng Tử Phu cười nói, nương, cái này không tốn phân tiền nào, là đệ đệ nhà mẹ đẻ của con đặc biệt để cho con mang về cho người. Trong tiệm thật sự là bận quá, hắn không thể phân thân, nếu không liền đích thân mang đến. Còn có cái vòng tay bạc này, là con và Phúc ca sáng nay đặc biệt đi Kim Mãn Đường ở thị trấn mua cho người, nghĩ người mang lên tuyệt đối quý khí. Thạch Lý Thị tiếp nhận vòng tay bạc, ước lượng sức nặng, đây chính là ruột đặc, như thế cũng nặng có 3-4 lượng à, cộng thêm tiền công, ít nhất cũng phải 5 lượng bạc. Rốt cuộc trên mặt cười như nở hoa, ngoài miệng vẫn nói Tằng Tử Phu không tiết kiệm, nhưng trên mặt, trong ánh mắt kia đều để lộ ra mừng rỡ. Tằng Tử Phu cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mấy lượng bạc này thật đúng là xài không có uổng phí. Tiểu hài tử đều nhanh lớn lên, Tằng Tử Phu cẩn thận ngó ngó, phát hiện ống quần ba búp bê đều ngắn đi, cũng may lúc trước thời điểm làm quần áo đã nghĩ đến, không lâu lắm hạ xuống một tầng đường biên là được. Buổi tối, ba búp bê hồi lâu đều không nhìn thấy Tằng Tử Phu rồi, đều ỷ lại bên người Tằng Tử Phu không chịu ngoan ngoãn ăn cơm ầm ĩ muốn Tằng Tử Phu đút cho. Thạch Lai Phúc đau lòng Tằng Tử Phu mệt mỏi, những ngày này Tằng Tử Phu lo trong lo ngoài, mắt thấy đều đã gầy một vòng, liền nhận lấy chén nhỏ giúp Tằng Tử Phu cho ba bánh bao ăn cơm. Tằng Tử Phu thừa dịp chút rảnh rỗi này liền đi nhìn Thạch Thúy Cúc. Mặc kệ như thế nào, tối thiểu hiện tại cũng an tâm, Tằng Tử Phu cũng hy vọng có thể tiếp tục bình an sống qua ngày, đưa cho Thạch Thúy Cúc một tấm bùa hộ mệnh cùng vài thước vải vóc tím in hoa màu tối.
Thạch Thúy Cúc cười vui vẻ tiếp nhận đồ, phải biết rằng, lớn như vậy rồi, nàng chưa từng mặc qua quần áo có hoa văn. Lại cùng Thạch Thúy Cúc hàn huyên vài câu, Tần Tử Phu liền trở về trong phòng của mình. Thấy ba hài tử đều đang ngủ ở trên giường gỗ nhỏ, Tần Tử Phu nghĩ nghĩ nói, Phúc ca, ba búp bê ngủ ở trên một cái giường gỗ nhỏ, thật sự là có chút chen chúc, nếu không sáng mai để cho cha ta làm ba cái giường gỗ đi, hài tử đều hơn 2 tuổi, cũng nên tách ra ngủ. Bây giờ thể cốt Tiểu Diệp Tử nhờ nhị thúc giúp đỡ điều dưỡng đã vô cùng tốt, sắc mặt cũng hồng nhuận. Về sau chúng ta mang nàng đi ra ngoài chơi nhiều hơn, suốt ngày ở trong nhà cũng ngột ngạt. Thạch Lai Phúc gật gật đầu, vẫn là nương tử nghĩ chu đáo, đều nghe nương tử. Tần Tử Phu ừ một tiếng, cũng không nói gì khác, đã sắp vào xuân rồi, cũng nên chuẩn bị, hai mẫu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Một mình Thạch Lai Phúc ngược lại hơi bận rộn, chỉ là hôm nay nhìn khô hạn lợi hại, sợ là năm nay mưa còn chưa được nhiều, trồng lương thực chỉ sợ thu hoạch ít, đến lúc đó cũng không đủ ăn. Nếu không năm nay chúng ta trồng trọt dưa đi, loại khoai lang này không sợ khô hạn, thu hoạch lại nhiều, lại vừa có thể ăn no bụng. Về phần lương thực, mình cố gắng đi mua mấy túi, hiện tại mở cửa hàng, lương thực dùng nhiều, tiền đi mua lương thực ngược lại giá phải chăng hơn. Thạch Lai Phúc suy nghĩ thoáng qua nói, trồng dưa thì trồng dưa, nhưng hiện tại lương thực cũng không cần mua, dù sao trong nhà chúng ta vẫn còn đủ ăn rồi. Hiện tại mua đều là năm ngoái bị thiên tai, cũng không thể ăn no, thiếu chút ít phải đi mua, chờ đến vụ thu năm nay lương thực nhiều hơn nữa thì mua chút ít. Tần Tử Phu không ủng hộ lắc đầu, Phúc ca, chàng xem thời tiết năm nay, cả một mùa đông lớn tuyết cũng không rơi xuống được mấy lần. Ta sợ nếu năm nay hạn hán, đến lúc đó ngô lương thực có thể phải mắc hơn vài thành, thậm chí gấp bội, chuyện này trước kia cũng không phải không có gặp qua. Nghe xong lời này, Thạch Lai Phúc liền vội vàng gật đầu, được, ta sẽ đánh tiếng với nhị đệ bên kia, kêu bọn họ năm nay cùng trồng dưa với chúng ta. Tần Tử Phu gật đầu, vậy cũng giải thích cho nhị đệ một chút, lời nói của ta đây cũng không thể đi nói bừa với bên ngoài, ngoại trừ nhà chúng ta với trong nhà Vương ca, những người khác tuyệt đối không thể nói. Nếu không phải sẽ bị người ta cho một cái tội danh tà thuyết mê hoặc người khác, không phải là không thể, đến lúc đó thật là đại nạn rồi. Phúc ca. Thạch Lai Phúc có chút khẩn trương gật đầu, tự hắn cũng biết, nếu thật như lời nương tử mình nói như vậy, không phải là không thể khiến cho nhiều người tức giận. Trước kia đã xuất hiện qua người tà thuyết mê hoặc người khác bị các hương thân đánh cho đang sống tới chết, hoặc là thiêu sống chết cháy. Nghĩ vậy, trong lòng Thạch Lai Phúc càng thấp thỏm, nghĩ nghĩ nói, nương tử, nếu không cũng đừng nói với nhị đệ bên kia, cùng lắm thì chúng ta mua nhiều một chút, về sau giúp đỡ nhị đệ một chút. Tần Tử Phu lắc đầu, ai cũng không phải là người ngu, chúng ta mua lương thực gạo và mì gì đó, có thể giấu giếm được người khác, còn có thể giấu giếm được nhị đệ sao? Tuy đã phân gia ở riêng, nhưng dù sao cũng ở sân trước sân sau, nương cũng sẽ biết đến, cũng không thể mua xong đặt ở chỗ Tử Cường vậy đi. Nói sau đây cũng không chắc, cũng chỉ là suy đoán của ta sao. Vậy phải làm thế nào đây, nương tử? Tần Tử Phu suy nghĩ một chút, nếu không thì nói, trong tiệm Tử Cường làm điểm tâm cần dùng nhiều khoai lang, thứ này lại để lâu. Thạch Lai Phúc nghe xong gật gật đầu, vẫn là đầu óc nương tử nhanh, ta đây đi nói. Tần Tử Phu giữ chặt Thạch Lai Phúc, làm sao chàng nói gió chính là có mưa, gấp cái gì? Ngày mai nói sau, lúc này là giờ gì? Thúy Cúc có thân thể, sẽ ngủ sớm. Thạch Lai Phúc cười ngây ngô gãi gãi cái óc, vậy, nương tử chúng ta cũng ngủ đi, chúng ta đã lâu đều không có nương tử. Tần Tử Phu liếc trắng Thạch Lai Phúc, lại nghĩ tới việc này, hài tử đều đã lớn, ảnh hưởng không tốt. Thạch Lai Phúc cũng trừng mắt theo, nương tử, đứa nhỏ cũng mới có 2 tuổi, hiểu được gì, chúng ta nói nhỏ chút ha. Tần Tử Phu nện cho Thạch Lai Phúc một cái, nói nhỏ chút, chàng còn có mặt mũi nói sao, mỗi lần chỉ có chàng là kêu vui vẻ, lúc nào cũng ép buộc người ta, như vậy. Đi ngủ, thành thành thật thật ngủ, hừ. Vẻ mặt Thạch Lai Phúc đáng thương nói, chỉ một lần thôi, nương tử, cuối cùng Tần Tử Phu vẫn không lay chuyển được Thạch Lai Phúc. Đương nhiên, Thạch Lai Phúc vẫn còn không nhớ lâu mà càng rỡ hồ đồ, trong bụng Tần Tử Phu âm thầm quyết định, lần sau nhất định phải hảo hảo quy định hắn, hừ, cho hắn làm sằng làm bậy. Về phần Tần Tử Phu có thể thành công hay không, vậy thì nói sau rồi. Ngày kế, sáng sớm, Thạch Lai Phúc qua loa ăn xong điểm tâm liền đi qua Thạch Lai Quy, nói vài câu cùng Thạch Lai Quy.
Thạch Lai Quy vừa nghe thì mừng rỡ, một mẫu khoai lang coi như là ruộng cạn cũng có thể thu hoạch được mấy trăm cân. Nghe ý tứ đại ca, huynh đệ nhà mẹ đẻ đại tẩu chắc chắn sẽ không thiệt thòi cho mình, lại nói, chờ Thúy Nhi sinh xong, dưỡng tốt thân thể, mình và Thúy Nhi đều có thể đi chỗ đó làm công, một tháng cũng được một lượng bạc đó, lại không ít, liền đồng ý, nhưng mà ca, đệ nghĩ, một mẫu thì nửa mẫu trồng khoai lang, còn dư lại nửa mẫu trồng trọt chút ít lương thực, như vậy cũng đỡ phải năm sau chúng ta đi ra ngoài mua lương. Tuy Thạch Lai Phúc muốn khuyên đệ đệ mình toàn bộ trồng dưa, nhưng mà cũng không nên nói thẳng, nương tử mình nói năm nay có thể đại hạn. Liền gật gật đầu, dù sao nửa mẫu khoai lang cũng là đầy đủ rồi, lại nói chuyện phiếm một lát, hỏi một chút Thạch Lai Quy có thiếu gì không, không cần phải ngượng ngùng, chúng ta huynh đệ ruột thịt, giúp đỡ lẫn nhau rồi trở về phòng. Kể cho Tằng Tử Phu cười nói tính chàng nôn nóng còn không thừa nhận, vừa mới sáng sớm đã đi nói. Dù sao cái này nửa mẫu trồng khoai lang, vậy là đủ rồi. Như vậy cũng được, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi xong, sang mai chúng ta kéo Vương ca cùng nhau đi thị trấn mua chút ít hạt giống rau dưa. Rồi để cho Tử Cường đi tiệm gạo mua 5 túi gạo lớn, 2 túi lớn bột mì, những thứ lương thực phụ khác chúng ta cũng nên tự mua một ít. Còn có đồ gia vị muối gì đó, đều mua một ít, dù sao thứ này để được lâu, cũng không sợ hư mất. Thạch Lai Phúc ân một tiếng, vậy chúng ta lại đi nằm. Tằng Tử Phu hừ một tiếng nói, muốn nằm chàng đi nằm đi, ta còn phải làm quần áo mới cho 3 bánh bao nhỏ. Đã vào xuân, trời cũng dần ấm áp rồi, cũng nên làm chút ít áo đơn cho 3 bánh bao, quần áo cũ năm trước mặt đều bung chỉ cả, trẻ con đều lớn nhanh. Thạch Lai Phúc cười ngây ngô nói, nương tử, nàng lại yêu thích búp bê như vậy. Bằng không chúng ta lại sinh 2 đứa. Tằng Tử Phu đẩy đầu Thạch Lai Phúc một cái, muốn chết, còn để cho ta sinh, sinh 2 đứa còn không biết đủ là thế nào, lại nói chúng ta còn có Diệp Tử, chàng thật sự coi ta là heo sao. Thạch Lai Phúc ôm Tằng Tử Phu cười nói, nếu nàng là heo, ta chính là heo đực, hắc hắc. Tằng Tử Phu lấy tay chọc chọc trán của Thạch Lai Phúc, đi lấy vải vóc tới cho ta, còn có, dọn dẹp phòng cho sạch sẽ. Thạch Lai Phúc liền vội vàng gật đầu đồng ý, động tác nhanh nhẹn, cũng làm Tằng Tử Phu khanh khách cười to, Phúc ca, chàng cũng biết vui đùa như thế từ bao giờ. Thạch Lai Phúc cười nói, nương tử, ta chính là muốn dỗ nàng vui vẻ. Tằng Tử Phu có hơi cảm động nói, uống chút nước trước đi, người này thật là, mỗi ngày đều phải uống ít nhất 8 chén nước, như vậy thân thể mới có thể tốt. Thạch Lai Phúc miệng cười toe toét gật gật đầu. Tiểu Bùn một tay lôi kéo cỏ nhỏ, một tay lôi kéo Tiểu Diệp Tử, 3 bánh bao nhỏ siêu siêu vẹo vẹo đi đến trước giường. 3 bánh bao trăm miệng một lời nải thanh nải khí nói, nương, người ở đây đang nói cái gì đó. Tằng Tử Phu thả theo thùa trong tay ra, hôn nhẹ 3 bánh bao Tiểu Bùn, cỏ nhỏ, Tiểu Diệp Tử cười nói, nương làm quần áo mới cho các con, thích không? 3 bánh bao lại nải thanh nải khí trăm miệng một lời nói, thích, nhìn khuôn mặt tươi cười của 3 cái bánh bao trước mắt, quả thực Tằng Tử Phu cảm giác mình làm gì cũng đều đáng giá. Cho dù có cực khổ hơn nữa, lại mệt mỏi hơn cũng có ý nghĩa. Tiểu Bùn buông tay cỏ nhỏ và Tiểu Diệp Tử ra ôm lấy đùi Tằng Tử Phu, nương, con là ca ca, cỏ nhỏ và Tiểu Diệp Tử là muội muội đúng hay không? Không đợi Tằng Tử Phu trả lời, cỏ nhỏ ở một bên cũng mặc kệ, cũng lao đến chen lấn một bên Tiểu Bùn nói, nương, con là tỷ tỷ, Tiểu Bùn là đệ đệ đúng hay không? Ta là ca ca. Ngươi là đệ đệ. Ngươi là muội muội. Ta là tỷ tỷ. Ngươi không phải, là muội muội. Tỷ tỷ. Muội muội. Tỷ tỷ. Tằng Tử Phu vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn Tiểu Diệp Tử nhu thuận đứng ở một bên, giơ tay lên nhẹ nhàng chọc chọc trán nhỏ của Tiểu Bùn và cỏ nhỏ, nhìn các con một cái, nhìn xem Tiểu Diệp Tử ngoan ngoãn hơn kìa. Kết quả 2 cái bánh bao nhỏ trăm miệng một lời nói, bởi vì Tiểu Diệp Tử là muội muội phải nghe lời ca ca tỷ tỷ nói nha. Tằng Tử Phu đổ mồ hôi, đành phải ôm Tiểu Bùn tới nói, Tiểu Bùn là nam tử hán, phải biết vâng lời, tỷ tỷ cỏ nhỏ sinh ra sớm hơn so với Tiểu Bùn chúng ta, cho nên cỏ nhỏ là tỷ tỷ. Cỏ nhỏ đứng ở một bên nghe xong lời Tằng Tử Phu nói, vui vẻ lộ ra một má lúng đồng tiền, đúng vậy, ta là tỷ tỷ, ha ha ha, ngươi chính là đệ đệ, phải gọi tỷ tỷ. Tiểu Bùn trong ngực Tằng Tử Phu không vui vểnh cái miệng nhỏ lên, Tằng Tử Phu cười nói, miệng nhỏ của Tiểu Bùn chúng ta vểnh lên, cũng có thể treo một chai nước tương rồi.
Tiểu bùn của chúng ta là nam tử hán hẳn là nhường cho nữ hài tử nha. Huống chi theo đạo lý chính là cỏ nhỏ là tỷ tỷ, tiểu bùn nhà chúng ta coi như là tiểu nam tử hán, cần phải bảo vệ tỷ tỷ và muội muội. Tiểu bùn tiếp tục không vui nói, không phải nói, ca ca bảo vệ muội muội sao? Vừa rồi nương còn nói con là nam tử hán, hiện tại lại nói là tiểu nam tử hán rồi, nương không thích con, nói liền xoạch xoạch rơi nước mắt rồi, đáng thương nhìn Tằng Tử Phu. Tằng Tử Phu thấy vậy có chút đổ mồ hôi, ai nói nương không thích, nương thích nhất là tiểu bùn, lại. Còn chưa nói xong, cỏ nhỏ ở một bên lại làm nũng, nương, người không thích cỏ nhỏ và muội muội sao? Tằng Tử Phu nhìn cỏ nhỏ tức giận bất bình và tiểu Diệp Tử yên lặng đứng ở một bên đã rơi nước mắt, quả thực cảm thấy nhức đầu, sờ lên huyệt thái dương, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ba người các con nương đều thích, nương đều thương nhất. Nếu nương hỏi các con, là yêu thích nương nhiều hơn, hay là yêu thương cha nhiều hơn, các con trả lời thế nào hả? Cỏ nhỏ và tiểu Diệp Tử đối mặt liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng, tiểu bùn cũng cúi đầu. Cuối cùng tiểu bùn của chúng ta nói ra một câu kinh người, trước mặt người nào nói thương người đó. Quả thực là sấm sét đánh ngã Tằng Tử Phu, trả lời thực hiện đại. Tiểu bùn, nương nói con là tiểu nam tử hán nhà chúng ta, là vì trên con còn có cha của con à, không phải con sùng bái nhất là cha con sao? Cha con chính là đại nam tử hán. Tiểu bùn gật gật đầu nói, tiểu bùn sùng bái nhất là cha rồi, cha có thể dơ tiểu bùn lên cao thật cao. Nhưng mà tiểu bùn thì không dơ cha lên cao được. Nếu tiểu bùn dơ cha lên cao giống như vậy, thì cha có thể cùng vui vẻ với tiểu bùn rồi. Tằng Tử Phu nghe xong lời tiểu bùn nói, tưởng tượng ra, chờ tiểu bùn trưởng thành, Thạch Lai Phúc đã là một ông lão rồi, bị tiểu bùn dơ lên cao cao. Sau đó, kinh hỉ, phấn chấn. Cái cảnh tượng kia, có chút chờ mong. Tằng Tử Phu nói theo tiểu bùn, đúng vậy, cho nên tiểu bùn phải ngoan ngoãn nghe lời, không được khi dễ tỷ tỷ và muội muội. Ai nói chỉ có ca ca bảo vệ muội muội, đệ đệ cũng phải bảo vệ tỷ tỷ, nói thí dụ như tiểu cửu cửu của con, phi thường bảo vệ nương nha. Tiểu bùn mở to hai mắt, thật vậy chăng? Tiểu cửu cửu, tiểu bùn rất yêu thích tiểu cửu cửu đó, tiểu cửu cửu luôn làm cho tiểu bùn nhiều món đồ chơi rất đẹp, vương ca ca rất là hâm mộ tiểu bùn rồi. Còn có ca ca tỷ tỷ nhà bác cũng đặc biệt hâm mộ tiểu bùn. Cỏ nhỏ ở một bên cũng không cam chịu yếu thế nói, đúng vậy, cỏ nhỏ cũng yêu thích tiểu cửu cửu sẽ làm búp bê gỗ cho cỏ nhỏ. Tiểu Diệp Tử cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười gật gật đầu, nhỏ giọng nói, tiểu Diệp Tử cũng yêu thích tiểu cửu cửu làm bươm bướm cho tiểu Diệp Tử, cũng đẹp, tiểu cửu cửu còn nói, về sau tiểu Diệp Tử có thể xinh đẹp giống như bươm bướm vậy. Tằng Tử Phu nhìn ba hài tử đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, cũng cười nói, đúng vậy, tiểu Diệp Tử chúng ta dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất rồi, cỏ nhỏ cũng đáng yêu, cũng xinh đẹp. Cỏ nhỏ lớn nhất, về sau phải chiếu cố đệ đệ và muội muội nha. Tiểu bùn làm tiểu nam tử hán thì phải bảo vệ tỷ tỷ và muội muội nữa. Tiểu Diệp Tử chúng ta nhỏ nhất, phải nghe lời ca ca tỷ tỷ nói. Các con phải đoàn kết yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, có được không? Ba bánh bao nhỏ trịnh trọng gật đầu. Tằng Tử Phu cầm lấy vải vóc đã cắt xong theo thứ tự ướm thử lên người cho ba bánh bao nhỏ, hài lòng gật gật đầu, nhìn thoáng qua những vì sao sáng lấp lánh của ba bánh bao nhỏ nói, thích quần áo mới không? Vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời đó, nếu không nương sẽ không cho các con, sẽ đưa cho những đứa trẻ khác. Ba bánh bao nhỏ vội vàng nói mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tiểu bùn một tay lôi kéo cỏ nhỏ, một tay lôi kéo tiểu Diệp Tử, hoặc bác chạy ra ngoài. Tằng Tử Phu ở phía sau hô, chú ý an toàn, đừng ngã sấp xuống. Tằng Tử Phu ngồi ở trên giường, cầm lấy kim chỉ trong tay, ngẫm lại chuyện vừa rồi, buồn cười lắc đầu, cuộc sống như vậy thật đúng là ấm áp. Hai ngày nay Thạch Lai Phúc và Thạch Lai Quy đi sớm về tối đi cày ruộng, làm tơi đất. Tằng Tử Phu biết rõ hai người rất vất vả, anh nông dân là cực khổ nhất lại nghèo khó nhất, cho dù là hiện đại hay là cổ đại thì cũng vậy. Tằng Tử Phu âm thầm làm quyết định, nhất định phải nghĩ cách chuyển hết người một nhà tới sống trong huyện thành. Tối thiểu nhất không thể để cho tiểu bùn chịu khổ như vậy, còn có cỏ nhỏ và tiểu Diệp Tử, đều là bảo bối trong lòng mình. Phải biết rằng nữ nhân thời đại này, cũng phải xuống đất làm việc, vừa nghĩ đã cảm thấy đau lòng. Tư Thục Thư Hương của Lý Sở Hà đã thanh danh lan xa, vài thôn lân cận đều đưa hài tử tới học. Bây giờ tính toán một chút đã có 37 hài tử,
Lý Sở Hà và Lý Quang Xuân thương lượng một chút, không thể lại thu thêm nữa. Nói cho cùng hài tử nhiều hơn, một người không thể trông nom hết được, đến lúc đó làm hại thế hệ sau sẽ không tốt. Nông dân không ai giàu có, đều là nắm chặt dây lưng quần, ăn mặc tiết kiệm cung cấp cho hài tử học chữ, chính là hy vọng hài tử có thể đọc sách hay khảo chút công danh, vật lộn đỏ sức tìm tiền đồ tốt. Mình không thể vì kiếm tiền, liền thu hài tử lung tung. Đến ngày, mầm giống khoai lang được gieo xuống dưới đất, khoai lang là đồ tầm thường, cũng không cần người ta tận lực đi chăm sóc, chỉ cần có thời gian thông thả chú ý là được rồi, một chút cũng không bận tâm. Làm xong hai mẫu của mình, Thạch Lai Phúc liền qua giúp đỡ lại nửa mẫu lương thực của Thạch Lai Quy, hai huynh đệ đồng tâm hiệp lực, nên cũng thoải mái rất nhiều. Thạch Thúy Cúc bắt đầu giả mập mạp phù thủng lên, Lý Quang Xuân bắt mạch nói là thể chất có vấn đề, chờ hài tử sinh ra thì tốt rồi. Đến đây Thạch Thúy Cúc và Thạch Lai Quy xem như an tâm, Thạch Thúy Cúc lôi kéo tay Tằng Tử Phu, trong bụng này đúng là mạng của ta, mấy ngày nay tự nhiên thân thể tồn tại bệnh phù mập giả tạo, thật sự là lo lắng chết ta, tốt quá, tốt quá. Tằng Tử Phu an ủi vỗ vỗ tay Thạch Thúy Cúc, đừng lo lắng, ngươi thả lỏng tâm tình, bằng không đối với sinh trưởng của hài tử cũng không tốt, mỗi ngày tâm tình tốt, hài tử cũng có thể cảm thụ được. Thạch Thúy Cúc dùng sức gật gật đầu. Tằng Tử Phu hiểu được trong lòng Thạch Thúy Cúc suy nghĩ cái gì, hiện tại bên cạnh mình vây quanh ba cái bánh bao nhỏ. Thạch Lý Thị yêu thích đến ngậm trong miệng sợ tan đi, nâng niu trong lòng bàn tay còn sợ rất. Nàng ta có áp lực, hiện tại có con, Thạch Lý Thị đối với nàng mới xem như cho sắc mặt vui vẻ. Nàng ta thực sự sợ đến lúc đó hài tử xảy ra vấn đề, sau này mình ở tại Thạch gia sẽ không sống khá giả rồi, cũng sợ làm cho Thạch Lai Quy thất vọng, đến lúc đó lại lấy thêm một bình thê, dù sao trong ba tội bất hiếu không có hậu là tội lớn nhất. Chương 48, Hữu Kinh Vô Hiểm. Giống như Tằng Tử Phu dự đoán, năm nay kể cả Thạch Gia Thôn, Tằng Gia Thôn, Vương Gia Thôn tất cả ở trong Kim Lan huyện đều đã gặp phải nạn hạn hán nghiêm trọng, gần như không thu được một hạt thóc nào. Cũng may một nhà Tằng Tử Phu mua đủ lương thực, vốn lúc trước Thạch Lý Thị còn oán trách mua nhiều như vậy sớm muộn gì cũng cho chuột ăn. Bây giờ ngẫm lại, con dâu cả của mình thật là một người có chủ kiến, khá tốt, nếu không thì mình cũng phải đi theo người trong thôn cùng nhau đi đào rau dại rồi. Vì Tằng Tử Phu không muốn bị chú ý, lôi kéo Vương Thạch Thị cùng nhau đi theo mọi người đào rau dại. Đương nhiên, chỉ là tượng trưng, tuy Tằng Tử Phu rất thích ăn rau dại, nhưng cũng không tốt đi cướp đoạt những thứ này cùng với người thật sự không có thức ăn. Lâm huyện đã lục tục truyền ra chuyện người chết đói, Tằng Tử Phu nghe xong chỉ thở dài, ở trước mặt thiên tai, con người liền lộ ra nhỏ bé nhiều lắm. Cửa hàng trên thị trấn cũng ít nhiều nhận lấy chút ít ảnh hưởng, Tằng Tử Phu và Tằng Tử Cường thương lượng một chút, cuối cùng thống nhất không đóng cửa giống mấy tiệm chung quanh. Dù sao, nửa năm qua, Tằng Tử Cường lục tục mua sắm nguyên liệu nấu ăn một lượng lớn, vẫn đủ duy trì sinh ý cửa hàng. Nắm chắc mấy tiệm ăn tửu lâu chung quanh đều tăng giá tiền, hai chị em Tằng Tử Phu, Tằng Tử Cường cùng nhau thương lượng lại một chút, ít nhiều cũng phải tăng một thành. Đương nhiên, so sánh với mấy nhà tửu lâu, hiệu ăn, thì tăng uống chơi bời vẫn là giá rẻ nhất, nên ít nhiều cũng hấp dẫn một ít khách hàng. Hiện tại mỗi ngày lợi nhuận thu vào không đến một lượng bạc, thời điểm nhiều nhất thì được một lượng 100 văn tiền, nhưng con ruồi có nhỏ đi nữa, cũng là thịt. Khách nhân ít đi, thì cũng không cần dùng được nhiều người làm như vậy rồi. Mấy ngày nay người làm công trong tiệm đều hoảng loạn, sợ bị ông chủ sa thải, phải biết rằng coi như là đại tửu lâu, hiệu ăn đều đang lục tục sa thải vài người làm. Tằng Tử Phu biết rõ mọi người khó xử, cũng đều dựa vào một tháng một lượng bạc sống qua ngày. Cuối cùng cắn răng, triệu tập mọi người tuyên bố quyết định của mình, mọi người đều biết, bây giờ cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, giống như tiểu điếm của chúng ta, rất nhiều nhà đã không thể duy trì được, phải đóng cửa. Cho dù là những đại tửu lâu, quán ăn kia có tài đại khí thô cũng đã từ bỏ rất nhiều người làm. Chúng ta biết rõ mọi người khó xử, nhưng, chung quy chúng ta cũng rất khó khăn, hiện tại xác thực không dùng được nhiều người như vậy, nuôi không nổi mọi người. Chúng ta cũng là có tâm vô lực, chúng ta đều là xuất thân ở nông thôn cùng khổ, đều lý giải cũng hiểu được, cho nên chúng ta suy nghĩ ra một biện pháp tạm điều hòa. Mọi người nghe một chút, nếu cảm thấy được, cứ tiếp tục ở lại làm cho chúng ta, nếu như cảm thấy không được, kết toán tiền công tháng này, một người mang đi 20 cân gạo, chúng ta hảo tụ hảo tán. Người làm an tĩnh một lát, lại nghiêng đầu tiếp tay thảo luận với nhau,
nhưng thần sắc lo lắng trên mặt mỗi người vẫn không che giấu được. Cuối cùng Tần Gia Thôn, Tần Nhị Ngưu mở miệng nói, tỷ, ngài cứ nói thẳng đi, so với những ông chủ khác, ngài là lương thiện nhất, chúng ta đều nghe ngài. Tần Tử Phu nhẹ gật đầu, hiện tại cuộc sống thiếu thốn, mọi người cũng không đến nỗi vội vàng nhiều vất vả. Trước đây tiền tiêu vặt hàng tháng là một lượng bạc một người. Nhưng bây giờ mọi người cũng nhìn thấy, xác thực là khó khăn, trong khoảng thời gian này tiền tiêu vặt hàng tháng liền quy định lại là 500 văn tiền một tháng, ít hôm nữa mọi chuyện tốt lên, tuyệt đối sẽ tăng lại một lượng bạc, mọi người cảm thấy thế nào? Mọi người ở dưới nhìn xem lẫn nhau, đều gật gật đầu, xem như đáp ứng đề nghị của Tần Tử Phu. Dựa vào lương tâm mà nói chuyện, một tháng 500 văn cũng không phải con số nhỏ, ở Tửu Lâu có chút lớn làm việc lặt vặt cũng không lấy được nhiều như vậy. Cho tới bây giờ ông chủ cũng là người rộng rãi hào phóng, đều là nông dân cũng đều chân thành, đến cùng cũng không có nghĩ gây sự gì, việc này cũng thuận lợi giải quyết. Ai cũng không có nghĩ đến, hai ngày sau xuất hiện chuyện đoạt lương thực đã thương người. Ngày đó Tần Tử Cường vừa mới mở cửa ra, một người ăn mày cùng dân chúng bình thường liền vọt vào ăn uống chơi bời, không nghe khuyên bảo ngăn cản trực tiếp xông vào kho chứa cướp đoạt lương thực. Vài người làm ra sức ngăn cản, đôi bên xảy ra đánh nhau, đổ máu. Cuối cùng Tần Nhị Ngưu không rên một tiếng cầm lấy dao làm bếp ngăn ở cửa ra vào nói, nếu ai dám đi lên trước một bước nữa, chúng ta liền cùng nhau chết hết. Lời này vừa ra, đám người an tĩnh một hồi, nhưng đằng sau một tên khất cái xấu xí hô lớn, chúng ta nhiều người, không sợ, dù sao không có cơm ăn cũng nhanh chết đói, chúng ta liều mạng. Tiếng nói vừa dứt đám người lại vội vàng nhào lên. Tần Nhị Ngưu nắm chặt dao trong tay, nhắm mắt lại liền chém lung tung phía trước, bên tai truyền đến, chết người rồi. Chết người rồi. Tần Tử Cường mắt thấy tên ăn mày xấu xí muốn thừa dịp hỗn loạn đào tẩu liền chặn lại. Một người làm nhanh trí cầm dây thừng trói hắn lại, trong tay cũng nắm chặt dao làm bếp đặt trên cổ hắn. Lúc này quan sai nghe báo chạy đến, dẫn đầu đúng là Ngưu Đại Thành, nhìn cũng không nhìn mấy người xông vào ở phía trước, vài người mặt mũi tràn đầy máu nằm trên mặt đất rầm rì, vỗ vai Tần Tử Cường một cái hỏi, lão đệ không sao chứ, có bị thương hay không? Tần Tử Cường thấy Ngưu Đại Thành đến thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng Tần Nhị Ngưu đứng ở cửa kho cản chân cũng có chút run run. Cũng không biết vài người té trên mặt đất có nguy hiểm gì đến tánh mạng hay không, nếu có thì có phải muốn mình đền mạng hay không? Ngưu Đại Thành là ai? Quét mắt qua một cái liền biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. Cười cười vỗ vỗ bả vai Tần Nhị Ngưu, lợi hại, có can đảm. Yên tâm, đây là phòng vệ chính đáng, có muốn mặc quần áo quan hay không? A, à, Tần Nhị Ngưu có chút há hốc mồm, Ngưu Đại Thành cười ha ha, quay đầu lại bên tai nói vài câu với Tần Tử Cường. Tần Tử Cường là người biết chuyện, chỉ lên người bị trói, chính là hắn cầm đầu, vừa rồi thừa dịp rối loạn muốn trốn đi bị ta bắt lại. Ngưu Đại Thành gật gật đầu, hung hăng đạp lên người hắn một cước, cửa hàng của huynh đệ ta, ngươi là ăn tim hùng gan báo rồi, dám đến đây gây sự. Người bị đạp ngã xuống đất, nằm trên mặt đất hừ hừ hô đau. Ngưu Đại Thành xem thường nhất là người như vậy, một chút khí khái nam tử cũng không có, chân bước qua, liền quyền đấm cước đá. Ngưu Đại Thành đứng dậy hí mắt nhìn, cuối người kéo quần áo mặc ở phía ngoài trên người của tên ăn mày, lộ ra trang phục gia đình vương phủ. Lúc này mọi người đều hiểu rồi, đầu óc Tần Tử Cường cũng linh hoạt, thêm mắm thêm muối nói hết sự tình của tên khất cái và dân chúng đến cướp đoạt lương thực. Quần chúng vây quanh ở cửa ra vào xem náo nhiệt biết mình bị lợi dụng rồi, lại nghĩ tới, một cửa hàng nho nhỏ làm sao có thể có nhiều lương thực như vậy. Cũng âm thầm hối hận chính mình sao dễ dàng bị xúi dục. Hận vương gia đến hàm răng ngưa ngứa. Cũng không biết ai là người tỉnh lại đầu tiên, một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến vương phủ. Trần phủ Trần Tiểu Thư cũng nhận được tin, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn lộ ra tươi cười nói với Trần ma ma ở bên cạnh, đi, đi thư phòng tìm cha. Cũng không biết Trần Tiểu Thư nói gì với Trần lão gia ở trong thư phòng, Trần lão gia đầy mặt hồng quang đi ra, Trần Tiểu Thư thì đi ở sau người. Không lâu lắm các hiệu buôn cả Kim Lan huyện liền truyền tin ra, vương gia bị đá ra khỏi thương hội, xin ý qua lại cả Kim Lan huyện đều hết hạn hợp tác cùng vương gia. Nhận được tin này vương lão gia hối hận nện lên cái bàn một cái, nhìn một phòng nữ nhân đang khóc, chỉ vào nữ nhân rất có nhan sắc ở bên cạnh nổi giận mắng, hừ, có mặt khóc. Khóc cái gì mà khóc? Ta chết đi sao? Hả? Nhìn một cái ngươi tìm người như thế nào, quả thực chính là đồ ngu. Mặc quần áo gia đình đi gây chuyện.
Lúc này Vương phu nhân mở miệng nói, lão gia, xin ngài bớt giận, cũng may những năm này, sinh ý chủ yếu của chúng ta đều đặt ở Giang Nam to như vậy. Nếu không phải ngó chừng Trần gia, chúng ta cũng đã sớm dời đi qua rồi, cái địa phương nhỏ như Kim Lan huyện này sẽ không nán lại. Không đáng để cho việc nhỏ này làm thương thân, một nhà lớn bé còn trông cậy vào lão gia. Về phần Lục Di Nương, không phải ta làm đại phu nhân không dung được người, lão gia, bản thân nàng là đi ra từ bên trong kỷ viện không lên được mặt bàn. Việc này nếu ngài nói với ta, trực tiếp mạnh mẽ lấy được cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Tiểu Mã Tử là loại người nào? Đó chính là tên côn đồ, trước kia là đồ con rùa phố kỷ viện, sao có thể trông cậy vào hắn, ai? Nghe xong lời Vương phu nhân nói, Vương lão gia cũng càng nghĩ càng cảm thấy cái Lục Di Nương này không phải thứ tốt gì. Lúc trước mình thật sự là mê mắt bị mù, lại bị nàng mê hoặc. Mặc dù xác thực mình không thèm để ý sinh ý Kim Lan huyện, dù sao giống như theo như lời phu nhân mình, mấy năm nay lực lượng chính đều lục tục dời đi Giang Nam, bên kia cũng có nhà mẹ đẻ phu nhân giúp đỡ. Chỉ là nhớ tới nữ nhi của mình, cảm thấy không thể dễ dàng bỏ qua Trần gia như vậy, mới có thể ở lại Kim Lan huyện không đi. Hiện tại, ai, đi cũng tốt, Lục Di Nương này cứ để cho nàng ta ở đây tự sanh tự diệt đi. Đến Giang Nam, vẫn cần phải dựa vào nhà mẹ đẻ phu nhân mình, coi như là cho phu nhân mặt mũi. Buổi tối, Tằng Tử Phu nhận được tin tức, xem như lại càng hoảng sợ, thật đúng là hữu kinh vô hiểm. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, lương thực bị một lần cướp sạch sẽ, chấm dứt sinh ý cuối cùng. Dù sao cũng đã nộp tiền cho chủ nhà lão Chu tới sang năm, cũng không còn nỗi lo về sau, nhưng nếu như đệ đệ mình và người làm trong tiệm xảy ra chuyện bị thương, vậy cũng thật sự là cảm thấy vừa nghĩ mà sợ. Cũng biết Tằng Nhị Ngưu là đã dốc sức, dặn dò Tằng Tử Cường chạy đến báo tin tức, nhất định phải tự mình đi nhà Nhị Ngưu cảm tạ. Đầu năm nay nhà ai cũng đều thiếu lương thực, thừa dịp trời tối tặng nhà người ta một túi gạo, Tằng Tử Cường gật đầu. Tằng Tử Phu biết rõ chân tướng sự tình, đối với chuyện tình may áo cưới cho Trần gia, ngược lại trong nội tâm Tằng Tử Phu không cảm thấy không thoải mái, không lợi ích không dậy sớm. Dù sao cũng là biến tướng báo thù rồi, nhưng mà thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngược lại Tằng Tử Phu không có nghĩ tới hướng Vương gia là bởi vì Trần gia mới giận chó đánh mèo lên, ăn uống chơi bời, nàng vẫn còn cho là, bởi vì bên mình cự tuyệt chuyện Vương gia muốn mua công thức làm điểm tâm, tạo thành Vương gia trả thù. Ngoại trừ Tằng Nhị Ngưu, Tằng Tử Phu còn để cho Tằng Tử Cường chia cho mỗi người làm công 20 cân gạo, 500 văn tiền. Mấy người làm vui mừng ra mặt, trước không nói tiền này, hiện tại ngay cả có tiền, cũng rất khó mua được gạo lương thực. 20 cân gạo này, cả nhà ăn tiết kiệm một chút, có thể kiên trì cả tháng đó, đều âm thầm quyết định từ nay về sau muốn đi theo ông chủ làm việc, bây giờ ông chủ thiện lương như vậy rất hiếm thấy. Chương 50, Song Hỷ Lâm Môn. Chuyện trong tiệm chấm dứt, Tằng Tử Phu tự mình đi cảm tạ Ngưu Đại Thành và Trần Phủ bên kia một phen. Đáng nhắc tới chính là, Tằng Nhị Ngưu được Ngưu Đại Thành coi trọng, đến làm quan sai dưới tay hắn. Bất kể thế nào mặc vào y phục quan sai, mà ngay cả thôn trưởng Tằng Gia Thôn cũng phải nể mặt ba phần. Đối với cái này Tằng Tử Phu và Tằng Tử Cường đều hết sức cao hứng cho hắn. Tằng Nhị Ngưu cũng không phải người quên gốc, mặc dù rời khỏi tăng uống chơi bời nhưng thỉnh thoảng đều tới xem một chút, thời điểm bận rộn cũng sẽ giúp một tay. Bên Thạch Thúy Cúc tính thời gian cũng sắp tới ngày lâm bồn rồi, mấy ngày nay cả nhà đều chăm sóc Thạch Thúy Cúc, Thạch Lai Quy quả thực là một tấc cũng không rời. Bởi vì chuyện trồng khoai lang, trong nội tâm Thạch Thúy Cúc đối với Tằng Tử Phu lại tồn tại một phần cảm kích. Ngẫm lại những ngày này, Tằng Tử Phu không tính toán hiềm khích lúc trước đối với mình rất tốt, thường trợ cấp đồ gia dụng cho nhà mình, bằng không, mình sao có thể uống được canh gà. Mặc lên vải thêu hoa văn đẹp. Nhìn túi vải trong tay Tằng Tử Phu vừa mới đưa tới. Đây chính là tơ lụa đó. Đừng nói mình có thể mặc, chính là nhìn còn chưa có nhìn thấy qua. Đừng xem chỉ là cho tiểu hài tử mặc, nhưng cũng tốn không ít tiền. Đừng nói tiểu diệp tử và cỏ nhỏ, ngay cả tiểu bùng vào dịp lễ mình chỉ dùng vải bông bình thường làm giày nhỏ. So với cái này, đúng thật là cầm không lên được mặt bàn, mình cũng không phải không biết tốt xấu, chỉ là thời gian trước mê tâm, hơn nữa mất hài tử, tỷ tỷ nhà mình nói lời ra tiếng vào, liền làm ra những chuyện không nên làm kia. Ngẫm lại, thật sự bừng tỉnh cảm thấy xấu hổ muốn chết. Ngẫm lại Quy ca đối với mình rất tốt, trước kia sao có thể sinh ra ý niệm nếu mình gả cho đại ca thì tốt rồi ở trong đầu.
Mặc dù không có ai biết, nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ một chút đều cảm thấy hổ thẹn vô cùng, thật sự là không còn mặt mũi. Quy ca, lúc trước khi biết mình có thể gả cho Quy ca cũng rất là vui vẻ, trận vừa rồi Quy ca đối với mình có chút xa lạ, mình có thể cảm nhận được. Hiện tại coi như tốt rồi, nhị thúc đã làm qua thái y, hắn nói cái thai này là nam hài, thì nhất định là vậy. Mình không thể nào quên được, lúc nhị thúc bắt mạch, thời điểm gật gật đầu nói là nam thai, biểu lộ mừng rỡ của Quy ca, đôi mắt sáng lóng lánh. Mà ngay cả nương đối với mình cũng là càng thêm tốt hơn, còn khen mình là một người có khả năng. Đại tẩu tươi cười, vừa nhìn liền biết không phải làm bộ, nàng cũng là thiệt tình cao hứng cho mình. Cuộc sống như vậy, tuy có nghèo khổ một chút, có chút chênh lệch với đại ca đại tẩu, nhưng đại ca đại tẩu cũng không phải ăn một mình, luôn luôn đều mang đồ tốt đến cho. Những đồ này thời điểm mình còn là cô nương gia ở nhà, quanh năm suốt tháng đều không thấy được, huống chi còn được ăn vào trong miệng, dùng đến trên người. Huống hồ cho dù nghèo khổ, cũng còn tốt hơn so với thời điểm mình còn làm cô nương ở nhà, tối thiểu nhất mình không cần ngày ngày xuống đất làm ruộng rồi, loại công việc vừa bẩn vừa cực, mình đã nếm qua. Hiện tại, mình cũng không cầu cái gì, chỉ cầu ông trời phù hộ, có thể để cho mình bình an sinh nhi tử. Huống hồ, đại tẩu tử đã đáp ứng với mình, chờ sinh hài tử, ở cử xong, giúp đỡ đại tẩu ở trong nhà làm điểm tâm cho tăng uống chơi bời, để cho Quy ca mỗi ngày đi theo đại ca qua lại đưa đến trong cửa hàng, mỗi tháng cho một lượng bạc tiền công. Đó là một lượng bạc đó, ngẫm lại đã cảm thấy cuộc sống sau này có hy vọng, Quy ca đau khổ đắng cay giúp đỡ nhà người ta làm công ngắn hạn, một tháng cũng được có 200-300 văn tiền, phương diện ăn uống cũng không được no bụng. Tính lại, mình và Quy ca ăn mặc tiết kiệm, một năm cũng không dùng được 3-4 lượng bạc, Sở Hà biểu đệ lại là người đọc sách có bản lãnh. Chờ sau này hài tử lớn lên, mình cũng có thể góp đủ tiền cho hài tử đọc sách, chỉ cần hài tử không chịu thua kém thi đậu lấy công danh, mình có thể hưởng phúc làm thái thái rồi. Thạch Lai Quy bưng nước ấm vào nhà, nhìn nương tử của mình nằm nghiêng ở trên giường, cầm mảnh vải nhỏ đại tẩu tử đưa tới làm yếm cho hài tử, vẻ mặt tươi cười, tâm tình mình cũng rất tốt. Cất kỹ chậu nói, Thúy Nhi, đang nghĩ gì? Thạch Thúy Cúc lấy lại tinh thần, cười cười, không nghĩ gì, chính là cảm thấy cuộc sống như vậy thật thoải mái, chị dâu đối với ta thật tốt, đây chính là tơ lụa. Thạch Lai Quy ở một bên cởi giày cho Thạch Thúy Cúc, ngâm chân cho Thạch Thúy Cúc, vừa nói, Thúy Nhi, ít hôm nữa sẽ tốt rồi, ta sẽ cố gắng làm việc, cũng để cho nàng mặc quần áo tơ lụa thượng hạng. Thạch Thúy Cúc nghe xong lời nói của Thạch Lai Quy, trong lòng ngọt ngào, đương nhiên vẫn còn lý trí. Biết rõ loại khả năng này tính không phải rất lớn, đáng quý là Quy ca có lòng, mình cũng rất thỏa mãn. Quy ca, chàng đối với ta thật tốt, thời gian trước, ta thật sự là bị mỡ heo làm mờ mắt, Quy ca. Thạch Lai Quy vội vàng cắt đứt lời Thạch Thúy Cúc, Thúy Nhi, chuyện quá khứ, đừng nói nữa, cũng trách ta không có bản lãnh để cho nàng chịu khổ chịu vất vả, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn, cả nhà chúng ta sẽ sống tốt thôi. Thạch Thúy Cúc lau nước mắt gật gật đầu. Đúng vào lúc này, Thạch Thúy Cúc cảm giác mình bụng có chút đau đớn, tính tính thời gian cũng biết là sẽ sinh trong hai ngày này. Một tay khoác lên trên bờ vai Thạch Lai Quy, tay kia ôm bụng, cau mày, Quy ca, đau. Thạch Lai Quy kịp phản ứng, vội vàng để cho Thạch Thúy Cúc nằm xong thì chạy ra cửa kêu đám người Thạch Lai Phúc. Tần Tử Phu đỡ Thạch Lý Thị vào trong phòng Thạch Thúy Cúc, Thạch Lai Phúc đi ra cửa thỉnh bà đỡ. Thạch Lai Quy ở ngoài cửa nghe Thạch Thúy Cúc kêu một tiếng so với một tiếng thảm thiết, nắm chặt nắm tay, trong lòng thật sự là không thở nổi. Lý Quang Xuân cũng chạy tới, lúc bà đỡ còn chưa tới, liền bắt mạch cho Thạch Thúy Cúc trước, mạch tượng không có vấn đề, thai nhi cũng khỏe mạnh, yên tâm. Sau khi bà đỡ vào phòng, Lý Quang Xuân liền đi ra, ngồi cùng một chỗ với Thạch Lai Phúc chờ tin tức, nói như thế nào cũng là con trai của cháu mình. Về phần Lý Sở Hà, vì tránh tị hiềm nên cũng không có tới. Tần Tử Phu ngồi ở bên giường nắm tay Thạch Thúy Cúc, Thúy Cúc, hít sâu, nghe ta, thở ra rồi hít vào. Cuối cùng Thạch Thúy Cúc bình an sinh hạ một tiểu tử mập mạp, Tần Tử Phu ôm vào trong ngực ước lượng thoáng cái rồi cười nói, nương, đây là con nghé con, cân nặng khoảng 8 cân. Thạch Lý Thị nghe xong, xoa xoa tay tiếp nhận tiểu tử kia, cười không thấy con mắt, Thạch Thúy Cúc nằm ở trên giường cũng an tâm. Mặc dù biết Lý Quang Xuân chắc là không sẽ nhìn lầm, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, trong nội tâm ít nhiều vẫn còn có chút lo lắng. Như thế rất tốt rồi, Thạch Lai Quy ở ngoài cửa biết được tin kích động có chút nghẹn ngào,
Thạch Lai Phúc tiến lên nện cho Thạch Lai Quy một quyền, hắn thật là cao hứng cho đệ đệ mình. Thật không ngờ chính là, ngày hôm sau từ kinh thành truyền đến tin tức động trời, quý phi nương nương bị đày vào lãnh cung. Hoàng thượng hạ chỉ bỏ qua tất cả hành vi phạm tội của Lý Quang Xuân, còn có ngợi khen, nói là ngợi khen kỳ thật chính là biến tướng của đền bù tổn thất. Vương huyện lệnh tự mình tới đưa tin tức, chỉ sợ mấy ngày nữa là thánh chỉ có thể đến Kim Lan huyện. Thạch Lý Thị mừng rỡ, cái này nếu quan phục nguyên chức, chỉ bằng thời điểm khi phụ tử bọn hắn gặp rủi ro nhà mình giúp đỡ, đó cũng là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Biểu hiện của Lý Quang Xuân thì bình tĩnh rất nhiều, cẩn thận hỏi Vương huyện lệnh là chuyện gì xảy ra, Vương huyện lệnh cũng biết được không nhiều lắm, nhưng mà nghe nói đại khái. Té ra, cha quý phi nương nương, là triều đình quan to nhất phẩm, vụng trộm giữ lại lương thực triều đình cấp phát cho các nơi cứu trợ thiên tai. Đến đây treo đầu dê bán thịt chó, hơn phân nửa lương thực đều đổi thành lương thực cũ bị nấm mốc. Nạn dân cực đói cũng mặc kệ lương thực cũ mốc meo này có thể ăn được hay không. Lần này có thể nghĩ là biết, nạn dân đều là đói lâu, sau khi ăn lương thực cũ mốc meo xuất hiện chuyện ngộ độc thức ăn. Nạn dân ngay cả cơm còn không có mà ăn, càng không có khả năng có tiền đi hốt thuốc chữa bệnh không phải sao. Liền xuất hiện tử vong, lúc này lại cũng không phải là chết vài chục người, vài trăm người, mà hơn 1.000, trên vạn người đó. Quan địa phương đè ép không nổi, đành phải báo đi lên trên, hoàng đế nổi trận lôi đình. Sau khi tra ra nguyên nhân trực tiếp lột mũ quan nhất phẩm, định tội buổi trưa ngày hôm sau chém đầu răng chúng. Quý phi nương nương một mực vẫn luôn thụ sủng của hoàng đế, tuy bị liên quan đến, nhưng không đến mức bị biếm lãnh cung. Nhưng thiện ác đến cuối cùng cũng có báo, hoàng hậu mua được cung nữ bên cạnh quý phi nương nương. Hoàng đế biết rõ quý phi nương nương sở tác sở vi, nhất là mua chuộc thái y Lý Quang Xuân kê đơn độc hại Tần Phi mang thai không thành, liền vu oan hãm hại, càng tức giận. Mà dù sao cũng là nữ nhân mình đã từng yêu thương trong lòng, bỏ qua tử tội, trực tiếp biếm lãnh cung. Đại khái chuyện chính là như vậy, chi tiết trong đó, ta lại không biết rất rõ ràng. Lý đại ca, lần này ngươi được mây mờ trăng sáng rồi. Ở đây lão đệ chúc mừng Lý đại ca trước. Sau khi Lý Quang Xuân nghe rõ, chỉ thở dài, sự tình nào có nói đơn giản như vậy. Quý phi nương nương làm bao nhiêu chuyện, vì sao hoàng hậu đơn độc đẩy mình ra? Năm gần đây, mình đã nếm đủ lòng người ấm lạnh, cuộc sống hiện tại thật sự là thoải mái. Mặc dù không có cẩm y ngọc thực, chỉ là ông lão bình dân, nhưng người xưa nói rất hay, cải trắng đậu hũ duy trì bình an. Kêu mình trở về lần nữa. Nói vậy quan phục nguyên chức là không có vấn đề, nhưng làm thái y sao có thể không liên lụy vào những chuyện mờ ám trong nội cung. Lại có mấy ai có thể thoát thân được. Huống hồ, đây là hoàng hậu cho đại mặt mũi, hoàng hậu đơn giản sao? Thủ đoạn của nàng còn cao hơn so với quý phi nương nương, nếu không làm sao có thể dễ dàng tha thứ sự kiêu ngạo của quý phi nương nương. Chỉ là nàng đang chờ đúng thời cơ thôi, một lần ra tay sẽ khiến cho ngươi thoát thân không được. Nếu mình thật sự trở về, thì phải là người của hoàng hậu. Mình có làm được chuyện che giấu lương tâm dùng sở học cả đời, vốn là y thuật cứu mạng người vội tới bên hoàng hậu làm đao phủ, sao? Không thể. Nếu không, mình cũng sẽ không đắc tội quý phi nương nương mà thiếu chút nữa bị mất tánh mạng. Ý chỉ của hoàng đế đến, nhưng cũng không có viết rõ muốn Lý Quang Xuân quan phục nguyên chức, mà là nhắc tới nếu như Lý Quang Xuân nguyện ý là sẽ được quan phục nguyên chức. Cuối cùng Lý Quang Xuân dùng lý do tuổi đã già, lực bất tòng tâm vì vậy cự tuyệt hồi kinh phục chức. Tuy Thạch Lý Thị cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà nhìn một loạt mỹ kim bảo khố trước mắt, ngược lại choáng váng hoa mắt. Tại kinh thành xa xa, sau khi hoàng đế biết rõ Lý Quang Xuân không có lựa chọn hồi kinh phục chức, khóe miệng dương lên, ngược lại là người hiểu được tiến thoái, lại thuận tiện ngự bút ban thưởng viết bốn chữ to, diệu thủ hồi sinh. Chương 51, Tử Phu dạy học. Từ lúc hoàng đế cho biển hiệu, diệu thủ hồi sinh, quan lại quyền quý mấy huyện thành phụ cận kể cả ở bên trong Kim Lan huyện đều lục tục tìm tới tận cửa rồi, muốn mời Lý Quang Xuân hỗ trợ xem bệnh. Đối với chuyện này Lý Quang Xuân không có cự tuyệt rõ rệt, mà là để cho đồ đệ Lý Nhị Ca của mình nhìn, nếu như gặp phải không hiểu thì mình lại ra tay. Mặc dù có vài người rất là bất mãn với chuyện này, nhưng là chỉ có thể mắng thầm sau lưng, chứ không dám có hành động quá phận nào. Dù sao ngữ bút viết, diệu thủ hồi sinh chính là một lá bùa bảo vệ tánh mạng. Hàng xóm chung quanh cùng với họ hàng có quan hệ xa không với tới Thạch gia, ngay cả thân thích Thạch Lý Thị chưa từng gặp mặt cũng đều lục tục trồi lên mặt nước.
tộc trưởng và vài vị quyền cao chức trọng từ Đường Thạch Gia thôn cũng bởi vì Lý Quang Xuân mà cũng đến vứt cành ô liu cho Thạch Gia. Ý kia là có thể để cho Thạch Gia trở lại Từ Đường, chính thức nhận tổ quy tông. Đối với việc này, Thạch Lý Thị vui mừng như nở hoa, vào lúc sinh thời, có thể để cho Thạch Gia trở về bổn tộc, đây chính là việc vui bằng trời. Sau khi mình chết đi cũng dễ ăn nói với lão nhân của mình. Tần Tử Phu thấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn của Thạch Lý Thị, cùng với vẻ mặt cao hứng của Thạch Lai Phúc, mím môi, cuối cùng thì cái gì cũng không nói. Trong lòng Tần Tử Phu hiểu được, cái chuyện nhận tổ quy tông này không phải đơn giản, chuyện sau này có thể sẽ nhiều hơn. Lại quay lại chuyện Thạch Thúy Cúc sinh hạ con nghé con, ngay tại lúc Thạch Lý Thị gật đầu. Tần Tử Phu đặt đại danh cho bé, cũng theo Thạch Gia Thành của Tiểu Bùng gọi là Thạch Gia Bảo. Đối với cái tên này Thạch Thúy Cúc rất là thỏa mãn, về phần nhũ danh Thạch Thúy Cúc cũng theo ý tứ gọi mấy đứa Tiểu Bùng, lấy tên gọi Tiểu Thạch. Vừa gọi tên, liền biết là hai huynh đệ. Chuyện nhận tổ quy tông, cũng chỉ nhấc lên một ngày. Về phần Lý Quang Xuân, bởi vì ban đầu ở trước mặt Du Y đã thu dưỡng mình phát ra lời thề, vĩnh không thay đổi họ, liền cự tuyệt đề nghị nhận tổ quy tông. Vì thế vài lão nhân Từ Đường liền giận chó đánh mèo lên Thạch Lý Thị, bởi vậy Thạch Lý Thị bệnh nặng một trận. Dù sao tuổi tác lớn, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, Thạch Lý Thị thiếu chút nữa không chịu nổi. Đối với chuyện này, trong nội tâm Thạch Lai Phúc và Thạch Lai Quy đều có oán giận, đối với chuyện tình nhận tổ quy tông đều rất có ăn ý là không hề nhắc đến, việc này cũng bỏ mặc rồi. Tuy trong lòng Thạch Lý Thị thất vọng, nhưng được Tần Tử Phu cố tình khuyên bảo, nên cũng buông chuyện này. Nương, người hãy an tâm, Thạch gia chúng ta được tộc trưởng bọn họ vừa ý, nguyên nhân không phải là bởi vì nhị thúc sao. Như vậy cũng tốt, không nhận cũng được, tránh cho về sau gặp phải chuyện bọn họ muốn người xử lý nhưng lại không có hoàn thành sau đó lại tìm người bắt lỗi. Chúng con biết rõ người như vậy cũng là vì tốt cho chúng con, nhưng việc đã đến nước này ai cũng không thay đổi được, hơn nữa, nhận tổ quy tông chưa chắc có lợi đối với chúng ta. Thạch Lý Thị nghe thế, nhíu mày, Tử Phu à, sao ngươi lại nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là đại hỷ sự rạng rỡ tổ tiên sao? Tần Tử Phu thở dài, nương, chúng ta đã sớm là một chi bị vứt bỏ, hiện tại để cho chúng ta trở về bổn tộc, kỳ thật chính là coi trọng nhị thúc. Nói một cách khác, nhị thúc không vui, đối với những người kia đều là phản cảm, nếu như tức giận chúng ta tới lui gần gũi cùng bọn họ, đối chúng ta cũng không tốt thì sao? Dù sao người ta xem trọng chúng ta, hoàn toàn là nhìn vào mặt mũi của nhị thúc. Lại nói nhận tổ quy tông ngoại trừ có danh vọng, đối với chúng ta cũng không còn chỗ tốt gì không phải sao. Nhưng chỗ có hại lại có một đống. Tần Tử Phu vừa thêm mắm thêm muối nói rất nhiều vấn đề tệ hại, cuối cùng đều nhắc lên vấn đề tiền đồ của Tiểu Bùng, Tiểu Thạch. Thạch Lý Thị nghe xong gật gật đầu, trong nội tâm cũng có so đo, chính mình đã bao nhiêu tuổi rồi. Hưởng thụ thật tốt cái phúc con cháu cả sảnh đường. Chỉ cần cái khác giống theo như lời con dâu cả mình nói, con cháu đều có phúc của con cháu, mỗi người có duyên phận riêng của mình. Nhưng mà đối với bản lãnh vượng gia của con dâu cả, mình thật sự là tin tưởng không nghi ngờ. Riêng Lý Quang Xuân có suy nghĩ khác, dù sao học cả đời y, trong tay cũng có bạc, liền tính toán muốn mở y quán tại nhà ở thị trấn. Buổi tối thương lượng một chút cùng con trai Lý Sở Hà, Lý Sở Hà ủng hộ cha mình, cũng chưa nói gì khác, chỉ là trầm mặc một hồi rồi mở miệng nói, cha, nếu như có thể, con nghĩ sang năm tham gia khoa cử. Lý Quang Xuân sửng sốt một chút, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, đền đáp triều đình, sở học có chỗ dùng vẫn là khát vọng trong nội tâm con mình. Chỉ bởi vì duyên cớ của mình mới chặt đứt con đường, nhưng bây giờ mình cũng xem như rửa sạch nỗi oan rồi. Chuyện trên triều đình, mặc dù mình không giúp đỡ được cái gì, cũng không sợ có ai đi cố ý làm chuyện xấu, thở dài nói, cha làm trễ nải con yên tâm, dân phong ở đây chất phát, con hãy đi đi. Lai Phúc và Lai Quy đều rất hiếu thuận, có bọn họ cha cũng không phải không có người chăm sóc, huống hồ còn có Lý Nhị. Lý Sở Hà nắm chặt nắm tay gật gật đầu, việc này coi như là định rồi. Sau khi Tần Tử Phu biết cũng vui mừng cho Lý Sở Hà, đối với đề nghị Lý Quang Xuân mở y quán Tần Tử Phu cũng rất để bụng. Mấy ngày nay cùng Thạch Lai Phúc tới lui chạy lên thị trấn, cuối cùng không có uổng phí công sức, thuận lợi tìm được một cửa tiệm mặt tiền. Hiện tại thì đợi các loại dược liệu đến đúng hạn, trùng tu xong y quán là có thể khai trương. Lúc này cũng gần cửa ải cuối năm rồi, lại là một hồi bận rộn. Cuối cùng người một nhà qua một năm thật náo nhiệt,
ba búp bê Tiểu Bùng, Cỏ Nhỏ, Tiểu Diệp Tử rất được người yêu thương. Hiện tại lại có thêm Tiểu Thạch trong tả lót, trái lại bốn búp bê lại là buôn bán lời không ít bạc nhất trong nhà. Hiện tại một nhà Thạch Thúy Cúc bắt đầu tiếp nhận công việc làm điểm tâm cho Tăng uống chơi bời. Tăng Tử Phu xem như thoải mái hơn rất nhiều, thân thể hơi có chút thịt, cũng không béo, dù sao trước đó Tăng Tử Phu quá gầy. Trực tiếp được lợi ích chính là Thạch Lai Phúc rồi, hiện tại sờ nương tử thật là thơm mát mềm mại, một chút cũng không ngán. Nếu như hiện tại có thêm thịt thịt thì tốt hơn, ông càng thêm thư thái. Y quán dưới sự đồng tâm hợp lực của mọi người đúng hạn khai trương, cùng ngày quan lại quyền quý tiến đến chúc mừng cũng không ít. Bản hiệu Ngự Tứ, Diệu Thủ Hồi Sinh liền treo ở chính giữa y quán, vừa vào cửa liền nhìn thấy ngay. Lý Nhị Ca đi theo Lý Quang Xuân đến ở lại trong y quán. Bởi vì hơn 30 hài tử không thể rời khỏi Lý Sở Hà, cho nên Lý Sở Hà còn tiếp tục lưu lại Thạch Gia Thôn dạy học. Chỉ là cách thời gian vào kinh đi thi càng ngày càng gần, nhìn hơn 30 hài tử ngồi dưới mặt đất, trong lòng Lý Sở Hà rất là cuống quýt, thậm chí sinh ra suy nghĩ coi như từ bỏ. Chăm chú suy nghĩ vài buổi tối, Lý Sở Hà cắn răng, nói với Tằng Tử Phu thỉnh cầu của mình. Tằng Tử Phu cúi đầu đắn đo một phen, thở dài, cuối cùng gắng gượng đáp ứng thỉnh cầu Lý Sở Hà. Thạch Lý Thị biết rõ Tằng Tử Phu muốn thay thế Lý Sở Hà dạy học rất là kinh ngạc, nàng biết nhi tử mình và Tử Phu đều theo Sở Hà học tập, nhưng thật sự là không nghĩ ra vì sao Tử Phu có thể thay Lý Sở Hà dạy học được. Lý Sở Hà dựa theo cách nói lúc trước đã nghĩ kỹ nói cho Thạch Lý Thị, nói Tằng Tử Phu có bản lãnh đã gặp qua là không quên được. Nếu như là nam tử nhất định có thể là một trạng nguyên. Ban đầu có vài thôn dân đều không tin tưởng Tằng Tử Phu, nhưng vài ngày theo học cùng hài tử nghe Tằng Tử Phu giảng, ngược lại bắt đầu tiếc hận thay cho nàng. Tằng gia cô nương đầu thai nhầm chỗ rồi, nếu không chính là trạng nguyên vẽ vang nhà cửa mà. Còn không đúng sao, tiểu tử của nhà ta còn nói, Tằng Thẩm giảng bài rất dễ hiểu. Lão Thạch gia cũng không biết đời trước làm chuyện tốt gì, cưới được nàng dâu tốt như vậy chứ. Đúng vậy đó, chúng ta đều tận mắt thấy, mấy năm này lão Thạch gia biến hóa bao nhiêu, vậy cũng đều là sau khi Tằng gia cô nương gả đi vào mới phát triển. Ai, các ngươi cũng đừng nói nữa, thật sự là ta hối hận ruột cũng muốn xanh rồi. Làm sao vậy? Các ngươi không biết chứ, lúc trước bà mối của chúng ta trước tiên là tới nhà của ta nói Tằng gia thôn có một cô nương tốt, mà ta vừa nghe Tằng gia hạ thôn, lại không vừa mắt, sớm biết như vậy. Ai? Nghe xong lời này, có người đồng tình, có người âm thầm chê cười. Tằng Tử Phu thành Tằng tiên sinh, đối với chuyện này Tằng Tử Phu rất là mừng rỡ. Ở hiện đại chức nghiệp Tằng Tử Phu hâm mộ nhất chính là nhà giáo, đứng ở trên bục giảng, phía dưới mấy chục hài tử đều lắng nghe lời ngươi, cảm giác thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới, đến cổ đại lại đạt được ước muốn. Lý Sở Hà cách ngày xuất phát còn có chút thời gian, liền mỗi ngày đều đi theo Tằng Tử Phu dạy học cho bọn nhỏ. Đối với phương pháp dạy học của Tằng Tử Phu hoàn toàn khác với hắn, hắn cũng rất bội phục, cũng có cảm nhận khắc sâu, thì ra là còn có thể có cách giảng này. Rất không dễ dàng áp chế ý tưởng tận đáy lòng không nghe lời muốn xông ra. Lý Sở Hà thở dài, lắc đầu, xem ra mình cần phải vào kinh sớm mấy ngày. Kỳ thật ngay cả Lý Quang Xuân cũng không biết, một nguyên nhân khác khiến Lý Sở Hà quyết định vào kinh đi thi chính là sợ bản thân mình áp chế không được suy nghĩ trong lòng mình, sẽ làm ra chuyện thương tổn Tằng Tử Phu. Tâm ý của Lý Sở Hà đối với Tằng Tử Phu không có ai nhận thấy. Mãi cho đến rất nhiều năm về sau, lúc Tằng Tử Phu cũng đã làm bà nội, cho đến lúc đó mới biết được Lý Sở Hà đối với mình từng có tình nghĩa như vậy, hơn nữa vẫn luôn giữ kín cho đến lúc mang vào quan tài. Nàng cũng từng tự hỏi qua lòng của mình, nếu như lúc trước biết rõ, mình có thể rời bỏ Thạch Lai Phúc hay không, chuyển qua cùng Lý Sở Hà cùng một chỗ. Dù sao mình là người hiện đại, đối với tái giá, truy cầu tình yêu, một chút cũng không bài xích, nhưng, đáp án lại là phủ định. Mình yêu nam nhân ngốc kia, yêu Thạch Lai Phúc. Yêu phần bình thản ấm áp, bình thản hạnh phúc. Đương nhiên, những điều này là để nói sau. Chương 52, Sở Hà. Bởi vì cha đắc tội quý phi nương nương trong nội cung, hàm oan bỏ tù. Hảo huynh đệ đã từng cùng nhau nâng cốc vui say thì hôm nay lại trốn tránh mình giống như trốn tránh ôn dịch vậy. Mình có kiêu ngạo của mình, cũng thật sâu cảm nhận được lòng người dễ thay đổi. Bán đi tất cả thứ đáng giá trong nhà, khắp nơi xem sắc mặt người khác, thấy được cái gì là tiểu nhân thật sự. Đã từng thấp kém hơn mình,
tiểu nhân vật ngay cả nhìn cũng không nhìn, nhưng đến hôm nay lại phải thay đổi thành chính mình ngoan ngoãn đi cầu xin. Nhìn sắc mặt cười nhạo của bọn họ, nhìn bọn họ bỏ đá xuống giếng. Vì cha mình nhịn, ngoại trừ mặt cười theo, xoay người cúi đầu thậm chí quỳ xuống dập đầu cầu xin, cái gì cũng làm. Từ bỏ tôn nghiêm của mình. Đúng vậy, lúc đó mình tựa như chuột chạy qua đường thì nói gì đến tôn nghiêm. Trách sao? Trách ai? Ông trời ư? Hay lại trách người vừa làm cha lại vừa làm nương ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục mình? Trách ông cái gì? Trách ông không nên làm việc bằng lương tâm. Trách ông không thức thời. Mình làm không được. Trách vận mạng bất công sao? Không. Tự mình nhận thức được. Từ kinh thành nổi danh công tử Văn Nhã, rớt xuống ngàn trượng. Ha ha. Lòng người dễ thay đổi. Mấy thế bá trước kia có quan hệ tốt hơn với cha, hôm nay nhìn thấy mình lại một mực chán ghét như nhìn con gián. Lấy bạc mình đưa đi, bày ra một bộ dạng, cố mà làm, không quan trọng. Chỉ cần cha được thả ra, chỉ cần có thể bảo vệ được cha, mình chịu chút ủy khuất thì tính là cái gì? Trong tích tắc nhìn thấy cha, hai mắt của mình ướt. Vốn cha cũng không béo, càng thêm gầy yếu đi, chỉ còn lại có bộ xương, khuôn mặt bệnh tật. Nắm chặt nắm tay, không dám dừng lại ở kinh thành, mướn xe ngựa suốt đêm chạy ra khỏi kinh thành, dừng lại ở một huyện thành nhỏ mình cũng không biết tên, chọn một khách sạn nhỏ nghỉ lại. Hoàn cảnh ầm ĩ, cũng đủ loại người khác nhau, ép buộc mình phải thích ứng, một lần lại một lần tự nói với mình, ngươi đã không phải là công tử ca cao cao tại thượng, bây giờ ngươi là con của tội nhân. Ai cũng có thể nhổ nước miếng lên trên người của ngươi. Bán của cải lấy tiền mặt chính là cẩm y trên người mình, mười mấy năm qua lần đầu tiên mặc vào quần áo vải bông, khá tốt, không hề không thoải mái giống như mình tưởng tượng. Dựa theo phương thuốc của cha, đi mua thuốc, lần này dừng chân chính là ở 2 tháng, cuối cùng cũng điều dưỡng thân thể cha tốt lên. Đếm bạc trong túi, chỉ còn có hơn 80 lượng. Thiên hạ to lớn, ở đâu còn có đất dung thân cho chúng ta? Cha trầm mặc, thật lâu mới nói, đi Kim Lan huyện đi. Lần đầu tiên nghe được tên, trong ánh mắt nghi hoặc của mình, lần đầu tiên cha giải thích thân thế của cha cho mình. Gật gật đầu, nhưng trong lòng rất là lo lắng, ở trong cái thạch gia thôn đó, nhị thúc chưa từng gặp mặt, sẽ nhìn nhận cha và mình sao? Dù sao lúc còn rất nhỏ cha đã rời đi rồi, trong lòng bọn họ có còn nhớ tới cha sao? Huống chi cha là hài tử bị bọn họ bỏ đi. Nghĩ vậy, Lý Sở Hà lại nắm chặt nắm tay, chỉ cảm thấy bất bình thay cha, nhưng nghĩ đến nếu như cha không có bị đưa đi, bây giờ mình hẳn là một anh nông dân, liền thoải mái. Dù sao lúc rời đi quá nhỏ, Kim Lan huyện cũng không nổi danh, không biết chặng đường này tốn bao nhiêu thiệt thòi, cuối cùng cũng tìm được. Ở cửa thôn hỏi thăm thôn dân, cho 5 văn tiền hắn nhiệt tình dẫn chúng ta đến thạch gia. Đi ra là một lão phụ nhân và 2 anh nông dân nhìn lớn hơn mình vài tuổi, một người gọi lão nhân, một người gọi cha. Mình liền nghĩ tới, cha nói qua huynh đệ bọn họ là song bào thai, giống nhau như đúc. Sau khi vào phòng, mới biết được thì ra đệ đệ của cha đã qua đời rồi, thật sự là phiêu bạc đủ rồi lâu rồi, cũng sợ, cha lấy ra 5 lượng bạc. Nhìn lão phụ nhân đối diện, nhị thẩm của mình, còn có nhị tẩu tử của mình, bộ dạng ánh mắt tỏa sáng của bọn họ, chợt cười tự dễu. Chỉ là nữ tử yên lặng ngồi ở một bên, nhưng lại có chút kỳ quái. Thì ra nàng gọi là Tằng Tử Phu, là thê tử đại ca Thạch Lai Phúc, nhìn không hề giống như một nông gia nữ. Tuy rằng mặt bố y, nhưng từ trong khung lại phát ra quý khí không thể kém hơn so với các thiên kim tiểu thư trong kinh thành, trong cách ăn nói cũng có vẻ không hợp với môi trường nông thôn. Mà tướng mạo cũng đặc biệt, mặc dù không bằng muôn hoa đô thắm khoe sắc hương như kinh thành, nhưng cũng có một vị trí nhất định. Nhưng hết lần này tới lần khác người như vậy, chỉ sinh ở trong cái thâm sơn cùng cốc này, thở dài. Chắc hẳn đối với nàng, tự mình cũng nên hiểu được thấy đủ. Còn nữ nhân kia, cái nữ nhân mình nên gọi là nhị tẩu tử, lắc đầu. Tự nói với mình, đây là đường lui duy nhất của mình, chờ phòng ở xây xong là có thể dọn đi rồi, so với sắc mặt của những người ở kinh thành kia, đây có là cái gì? Không quan hệ không đau lòng, thế thôi. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Không phải mình đã tập thành thói quen rồi sao? Ha ha. Ôm một tia hy vọng chuyển vào nhà nàng, vốn không nên ôm hy vọng, nhưng trong nội tâm mình có một giọng nói mãnh liệt nói rằng, người này không giống vậy. Cuối cùng, cũng xác nhận suy nghĩ của mình. Nàng biểu hiện bất phàm khắp nơi,
lại khắp nơi phơi bày vẻ bình thường. Màu tím là màu sắc sang quý, không biết cách mặc sẽ có dáng vẻ rất là quê mùa, nhưng nàng lại cùng màu tím hòa làm một thể, giống như màu tím kia chính là vì nàng mà sinh ra. Một thân quần áo màu tím hoa nhỏ, lúc nào cũng như ẩn như hiện ở trước mắt mình. Lắc đầu, mình cũng đến tuổi cưới vợ rồi. Cha, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng là sốt ruột đi. Lúc đó chẳng phải đã từng có những nhóm quý nữ vờn quanh bên người mình sao, mình tùy ý là có được, nhưng một người mình cũng không nhìn thuận mắt. Mà hôm nay, mình thật sự là không cách nào tiếp nhận một nữ nhân một chữ to cũng không biết làm vợ của mình. Thật sự không thể. Nhưng có gia cảnh tốt, thì có ai lại nguyện ý gả cho mình. Vì để cho cha không nên vất vả lên núi hái thuốc, mình nghĩ đến dịp cuối năm viết câu đối mua chút ít gia dụng. Vốn muốn ngày hôm sau đến tìm nàng thương lượng, nhưng mình còn chưa ra cửa thì đã thấy nàng ôm tấm giấy hồng cắt sẵn đi đến. Thì ra nàng cũng nghĩ đến, hơn nữa đã sớm chuẩn bị xong hết. Nàng lại biết chữ. Mặc dù không có phong cách quý phái, nhưng mà tinh tế xinh đẹp, mấy câu thi từ mình cũng chưa từng nghe qua, chắc là chính nàng làm ra. Đúng vậy, mình không bình tĩnh rồi. Không. Hẳn là kinh diễm. Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào bên mặt nàng, mông lung, như là tiên nhân không ăn khói lửa nhân gian. Vốn nàng không nên ở nơi thế tục này, đột nhiên trong đầu mình nghĩ đến như vậy. Ở trong bùn mà không nhiễm mùi tanh của bùn. Đúng vậy, chính là nàng. Hai hàng lông mày cong cong, một đôi mắt giống như vui vẻ không phải như ẩn tình đưa tình. Nhìn hai má lúng đồng tiền mềm mại toàn thân như sinh bệnh, mắt như mờ đi, thở có chút gấp. Yên tĩnh giống như đóa hoa soi dòng nước, cử động như liễu đông đưa theo gió. Tim như đập nhanh hơn một nhịp, bình ùng ùng kéo đến ba phần. Trời! Trần Sở Hà lắc đầu. Mình ở đây nghĩ cái gì? Nàng đã lập gia đình làm vợ làm mẹ. Đại biểu ca và mình mang dòng máu giống nhau, người có tài đức gì cưới được nàng như vậy, nắm chặt nắm tay. Thực ấm ức thay nàng. Mà khi mình nhìn thấy hai người bọn họ an nhàn hài hòa đứng chung một chỗ, mình liền sáng tỏ. Đúng vậy, ông trời luôn luôn có đạo lý riêng, về tình về lý mình cũng không nên suy nghĩ lung tung rồi. Nhưng dù sao vẫn nhịn không được vụng trộm muốn mong đợi. Lừa mình dối người tự nói với mình, chỉ là nhìn nàng trôi qua có tốt không, nhưng trong lòng mình hiểu rõ, cho dù là không tốt, nhưng mình lại có cái lập trường gì. Mang nàng xa chạy cao bay sao? Ha ha! Tự dễu lắc đầu, như vậy sẽ hại chết nàng, sẽ làm nàng không cách nào sống được ở trên đời này. Huống chi, Thạch Lai Phúc đối với nàng là yêu thương ở tận trong lòng, mình còn có cái gì không thể buông đây? Chỉ là lòng chua xót đau đớn. Rất đau! Rất đau! Kinh thành truyền đến tin tức, oan khuất của cha được rửa sạch rồi, nhưng ý kia của hoàng đế cũng không hy vọng cha trở về. Đúng vậy! Làm gì có hoàng đế nào nguyện ý nhìn đến một người chính mình đã từng muốn giết, xuất hiện ở trước mặt mình, luôn luôn nhắc nhở với mình, chính mình đã từng ngu ngốc qua. Ha ha! Thật là chán ngán. Nhưng mình vẫn có khát vọng không phải sao? Huống chi, mặc dù là thôn trang nhỏ xa xôi khốn cùng cũng là thế lực, dựa vào học vấn của mình, được một chức quan lại có khó gì, như vậy cũng có thể giúp đỡ cho bọn họ. Như vậy, nàng cũng không cần khổ cực như thế. Nhìn nàng đứng ở trước mặt đệ tử, thần thái phi dương, bộ dạng tự tin. Lòng của mình rung động rồi. Đúng vậy. Không muốn rời đi, một chút cũng không muốn. Hận mình vô dụng, cái dạng nữ tử gì ngươi chưa từng gặp qua, làm gì có nhiều tham luyến hoa sen không thuộc về ngươi chứ. Rốt cục phải rời đi, cùng Thạch Lai Quy, Thạch Lai Phúc thống thống khoái khoái uống một hồi. Nhưng quả thực trong lòng không có nửa phần men say, thật muốn say một trận mà. Hôm nay rời đi, thời điểm gặp lại lại không biết sẽ như thế nào. Chúc phúc, ngoại trừ chúc phúc cũng chỉ có chúc phúc. Còn có cưỡng chế không muốn dưới đáy lòng. Chương 53, Thạch Lý Thị có chút bất mãn. Dưới sự trợ giúp của lão Vương ca cách vách, Lý Sở Hà mướn một xa phu thành thật ở Vương Gia Thôn. Trước khi đi mấy người cùng tụ tập ở nhà Lý Sở Hà, Lý Quang Xuân và Lý Nhị ca cũng được Thạch Lai Phúc vội vàng đánh xe lừa trở về. Trên bữa tiệc Thạch Lý Thị cười nói với Lý Sở Hà, cháu à, dọc đường đi cháu nhớ chú ý thân thể, lão Thạch gia chúng ta phải dựa vào cháu quan tông diệu tổ rồi. Lý Sở Hà chắp tay nói, thím yên tâm, Sở Hà nhất định làm ra thành tích một phen. Tương lai báo đáp một nhà thím,
tại thời điểm phụ tử chúng ta khó khăn nhất, không chê chúng ta hoàn toàn nguyện ý thu lưu chúng ta, tại đây Sở Hà kính thím một ly. Lý Sở Hà ngửa đầu uống một ly, vừa xong lại rót đầy một ly dơ lên nói với Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Phu, đại ca, đại tẩu, các ngươi, Lý Sở Hà mím môi, Sở Hà ghi ở trong lòng. Cha ta còn phải ta trông nhờ vào đại ca đại tẩu còn có Lý Nhị ca chiếu cố. Cha, Sở Hà bất hiếu. Lại ngửa đầu uống cạn. Lý Quang Xuân vỗ vỗ bả vai Lý Sở Hà, Lý Nhị ca cũng dơ ly rượu lên uống một hớp, Thạch Lai Phúc và Tằng Tử Phu nhìn thoáng qua nhau, cảm thấy hôm nay Lý Sở Hà có chút không thích hợp, chắc là phải rời đi nên buồn phiền đi, cũng không có nghĩ nhiều liền uống rượu. Thạch Lai Phúc mở miệng nói, Sở Hà ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây nhất định chiếu cố tốt cho nhị thúc. Tằng Tử Phu ở một bên cười gật gật đầu, Lý Nhị ca cầm lấy ly rượu vừa rót đầy cho Lý Sở Hà, đứng dậy nói, Sở Hà lão đệ, Lý Nhị ta chính là một đại phu chân đất không có chính thống học qua y thuật, đều là cha ta ông nội của ta truyền thừa phương pháp dân gian thô sơ. Có thể được sự phó dạy bảo ta, Lý Nhị ta vô cùng cảm kích. Tuy ta không có đọc qua sách gì, nhưng mà đạo lý, một ngày làm thầy cả đời làm cha, Lý Nhị ta hiểu. Sở Hà ngươi yên tâm. Sau này Lý Nhị ta nhất định hiếu thuận sư phó như là cha ruột. Chén rượu này ta mời ngươi, thi khảo trạng nguyên trở về cho chúng ta. Cạn. Đám người Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Quy đều nâng chén, Lý Sở Hà cười nói, nhị ca, nhị tẩu những ngày này có nhiều quấy rầy, cạn. Thạch Thúy Cúc đối với chuyện này hơi có chút không được tự nhiên, dù sao lúc trước mình làm qua chuyện có phần xấu hổ, cầm lấy ly rượu nói, Sở Hà đệ, những ngày kia đều là nhị tẩu không hiểu chuyện, đừng để trong lòng, những ngày này nhờ có nhị thúc hỗ trợ chiếu cố, nếu không cũng không biết có thể thuận lợi sinh hạ tiểu thạch như vậy hay không. Nhị thúc, Sở Hà một chén này là vì tiễn đưa Sở Hà đệ, hai là hy vọng các ngươi đừng so đo với phụ nhân ở nông thôn là ta đây, trước. Lý Sở Hà cười cắt đứt lời nói Thạch Thúy Cúc, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Thạch Thúy Cúc và Thạch Lai Quy, còn có Thạch Lý Thị hơi mất tự nhiên cười nói, nhị tẩu, chúng ta là người một nhà, làm sao có chuyện thù hận qua đêm. Nhị tẩu nói quá lời. Cạn. Lý Sở Hà vừa rót đầy một ly rượu cho mình, giơ chén lên nhìn Tằng Tử Phu nói, đại tẩu, riêng ly rượu này Sở Hà ta mời tẩu. Những hài tử kia phải giao cho đại tẩu rồi, đại tẩu là một trong những người sinh thời Sở Hà ta bội phục nhất, Sở Hà đã hiểu, má hồng không thua đấng mày râu. Sở Hà bội phục. Không chờ Tằng Tử Phu mở miệng, Lý Sở Hà ngẩng đầu lên cạn sạch. Tằng Tử Phu cười cười, Sở Hà đệ đã khen ngợi quá mức, còn may mà có Sở Hà đệ dạy tốt, những hài tử kia xin yên tâm, ta sẽ làm hết sức. Lý Sở Hà cười gật gật đầu, trong lòng xót xa, sáng mai phải rời đi rồi, khi gặp lại còn không biết ra sao. Sắc trời đã tối, bởi vì phải chăm sóc tiểu Bùng, cỏ nhỏ, tiểu Diệp Tử, tiểu Thạch, Tằng Tử Phu và Thạch Thúy Cúc đi phòng bếp lại làm ít thức ăn nhắm rượu, nấu trà giải rượu liền trở về dỗ mấy đứa trẻ đi ngủ. Dù sao tuổi tác của Thạch Lý Thị và Lý Quang Xuân cũng lớn, chịu không được thức đêm cũng sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Lý Sở Hà, Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Quy, Lý Nhị còn có Lão Vương ca cùng nhau uống thống khoái. Lý Sở Hà để ly rượu trong tay xuống, nhìn mấy người đã ngã trái ngã phải, nhìn qua trăng sáng trong bầu trời đêm. Vì sao không say? Chết tiệt Thanh Tĩnh. Thật muốn say một trận mà. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, xe ngựa của Vương Thúc đã đến cửa ra vào Lý gia chờ. Lý Sở Hà quỳ gối trước mặt Lý Quang Xuân nặng nề dập đầu ba cái. Lý Quang Xuân tay run run nâng Lý Sở Hà dậy, lau đi nước mắt già nua nói, con à, một đường cẩn thận. Cha chờ con trở về. Lý Sở Hà dùng sức gật gật đầu, giọng nghẹn ngào kêu một tiếng cha. Cuối cùng ngắm nhìn người thân của mình rồi xoay người lên xe ngựa, vài đệ tử đều tới tiễn đưa Lý Sở Hà đến cửa thôn, lại một phen cáo biệt, Lý Sở Hà buông rèm xe ngựa, tựa vào thành xe. Thở ra một hơi thật sâu, buổi sáng tiễn đưa Tằng Tử Phu đưa lương khô cho mình, đều là nàng làm, để tới chắp mũi ngửi ngửi. Nên buông xuống. Không thể hại nàng. Không thể. Tằng Tử Phu trở lại trong phòng, cầm lấy thêu thùa trong tay, lại buông xuống, thật sự là tâm không tỉnh nổi, cái nhìn kia. Thật sự là. Nghĩ nghĩ Tằng Tử Phu tự dẻo lắc đầu, vừa rồi đằng sau chỗ nàng đứng vừa vặn là Tư Thục Thư Hương. Chắc hẳn Sở Hà không nỡ đi, khi nào thì mình, Khổng Tước, như vậy rồi.
Làm xong cơm trưa lên tiếng chào hỏi cùng Thạch Lý Thị rồi cùng Thạch Lai Phúc cùng nhau đi, Tư Thục Thư Hương. Nhìn trên mặt các học trò mang theo vệt nước mắt ngồi ở phía dưới, chắc hẳn cũng là không nỡ xa Sở Hà đi. Tần Tử Phu thở dài cầm lấy Luận Ngữ đọc, các học trò cũng lấy sách giáo khoa ra một câu cùng đọc theo Tần Tử Phu. Sau khi đọc xong ba lần, Tần Tử Phu bắt đầu nói cho mọi người ý nghĩa từng câu một, nhìn bộ dạng bọn họ chăm chú đọc sách, Tần Tử Phu âm thầm quyết định, nhất định phải hết sức làm cho bọn họ thành tài. Đối với việc Tần Tử Phu tiếp nhận Tư Thục Thư Hương, trong nội tâm Thạch Lý Thị ít nhiều có chút bất mãn, mặc dù biết đây là vinh quang, hiện tại ra cửa hương thân quê nhà có ai là không hâm mộ chính mình. Nhưng mà dạy học chính là con dâu mình, không phải nhi tử. Mặc dù trong lòng mình chấp nhận tử phu, nhưng là nữ nhân hẳn là phải ở nhà giúp chồng dạy con mà không phải xuất đầu lộ diện dạy học vấn cho người khác. Những kẻ lắm miệng ở sau lưng đã bắt đầu nói xấu rồi, ai? Lời này nên nói như thế nào? Buổi tối thừa dịp Tần Tử Phu đi phòng bếp nấu cơm, Thạch Lý Thị gọi Thạch Lai Phúc vào nhà, vợ của ngươi hiện tại mỗi ngày chạy đi dạy học, đây là làm cho người ta nói xấu. Thạch Lai Phúc nhíu mày nói, nương, lúc trước không phải người đáp ứng sao? Còn rất cao hứng mà. Thạch Lý Thị thở dài, lúc trước đáp ứng là vì trong thôn người khác đều hâm mộ chính mình, nhưng bây giờ từ lúc hai ngày trước ra cửa nghe được người nổi danh miệng thối ở trong thôn bàn tán nàng dâu cả, mặt của mình đặt ở đâu đây? Lúc trước nương đáp ứng cũng đã hiểu được, hương thân quê nhà có khả năng giúp đỡ thì giúp. Nhưng mà bây giờ bắt đầu phát ra lời ong tiếng ve, sách này là không thể đi dạy. Buổi tối ngươi nói với nương tử của ngươi một tiếng, ngày mai không được đi. Thạch Lai Phúc há hốc mồm, nương, hiện tại con đã học biết chữ, tử phu dạy cũng tốt, hơn nữa trước khi đi Sở Hà đều giao tiền của những học sinh kia cho chúng ta. Nghe xong lời này, Thạch Lý Thị cắn răng, tiền đều ở chỗ nương đây, nương cũng không có động vào, trả lại cho những hài tử kia đi. Thạch Lai Phúc há to miệng, nương, làm người phải có thành tín chứ, trước khi Sở Hà đi chúng ta đã vỗ ngực cam đoan qua. Giờ Sở Hà vừa đi còn không có bao lâu đâu, chúng ta liền thay đổi rồi, cái này nếu về sau Sở Hà biết được, sẽ nhìn chúng ta thế nào đây? Lại nói Sở Hà cũng không phải là đơn giản, dùng bản lãnh học vấn của Sở Hà, như thế nào cũng có thể có một chức quan. Ngược lại về sau chúng ta còn trông cậy vào người ta, những thứ khác không nói, về sau tiểu bùn trưởng thành nếu như có Sở Hà giúp đỡ, không phải cũng có thể đi vào con đường làm quan. Lúc đó người có thể là bà nội đại lão gia rồi. Thạch Lý Thị nghe xong cũng hiểu được có đạo lý, đúng rồi. Tại sao mình không nghĩ tới cái này chứ, chỉ mới nghe người khác nghị luận con dâu cả của mình, mặt của mình cũng không biết để đâu. Cần phải theo như lời con trai cả, về sau Sở Hà giúp đỡ mình có hai đứa cháu trai, vừa nhìn liền biết là thông minh. Tử phu cũng biết chữ, đến lúc đó đưa đến trong huyện thành đi đọc sách, về sau lớn lên cầu một quan chức, đó thật sự là làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng con dâu bên kia, Thạch Lai Phúc sao có thể không rõ lão nương của mình nghĩ cái gì, hơn nữa đi theo Lý Sở Hà học nhiều thứ như vậy, người này dính sách vở thì đầu óc linh hoạt, nương, nếu không chúng ta như vậy, Thạch Lý Thị nghe xong gật gật đầu khen ngợi con lớn nhất của mình có bản lãnh. Buổi tối Thạch Lai Phúc ôm Tần Tử Phu ở bên tai nàng thuật một lần chuyện vừa rồi. Tần Tử Phu kinh ngạc nhìn Thạch Lai Phúc, trong lòng suy nghĩ, khi nào thì bắt đầu, hắn cũng trở nên biết nói chuyện, biết làm việc rồi hả? Lại có chút tự trách, những ngày này vội vàng trang hoàng ăn nhậu chơi bời, vội vàng sửa sang y quán, vội vàng Tư Thục Thư Hương, vội vàng mấy đứa nhỏ, chỉ riêng trượng phu của mình lại không để mắt đến. Tần Tử Phu cọ cọ trong ngực Thạch Lai Phúc nói, Phúc ca, ta rất không phải là thê tử tốt. Thạch Lai Phúc không nghĩ tới Tần Tử Phu sẽ nói những lời này, vốn nghĩ một hồi nương tử nhất định khen ngợi mình. Vội vàng nói, nương tử, nàng đoán mò gì đâu rồi, trong lòng ta nàng là người vợ tốt nhất rồi. Tần Tử Phu nhìn qua Thạch Lai Phúc, Phúc ca, những ngày này ta lo trong lo ngoài, đều không lo lắng chăm sóc chàng, còn để cho chàng làm việc. Chàng nhìn có nương tử tốt nhà ai có thể như vậy, mà ngay cả bọn tiểu bùng ta đều có chút không để mắt đến. Phúc ca. Sau khi Thạch Lai Phúc nghe liền điểm lên cái mũi nhỏ của Tần Tử Phu nói, nương tử, nói lời nói ngốc gì chứ, nàng bận rộn trong ngoài không phải là vì ta vì nhà này sao? Nếu như ta có một nửa bản lãnh của nàng, nàng cũng không phải khổ cực như vậy. Ta luôn cho rằng nàng không phải thê tử không tốt, ta đây thật sự là sống vui vẻ, nương tử, đừng có đoán mò.
Trong lòng ta nàng là người vợ tốt nhất trên thế giới này, là nương tốt nhất của bọn nhỏ. Tằng Tử Phu nghe xong Thạch Lai Phúc nói, nói mất hứng đó là giả dối, nhưng trên mặt vẫn là mạnh miệng nói câu ba hoa. Một đêm này Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc ôm nhau ngủ, trong nội tâm Tằng Tử Phu không giống với lúc trước. Lần đầu tiên cảm giác được, về sau gặp chuyện không cần tự mình nghĩ biện pháp ra mặt, mình có thể dựa vào người nam nhân này rồi. Không cần tâm mệt mỏi như vậy. Thật tốt. Bình bình đạm đạm. Tương cứu trong lúc hoạn nạn. Chương 54, Thạch Lai Phúc ra chiêu. Thạch Lý Thị dựa theo phương pháp của Thạch Lai Phúc, nói cùng một người nổi danh bà thối miệng ở trong thôn không muốn để cho con dâu cả của mình dạy học rồi, trở về cũng trả tiền còn lại cho nhà người ta. Vương bà tử vừa nghe đến đây thì hứng thú vội vàng hỏi tiếp, lão tỷ tỷ, đây là làm sao, hiện tại ngươi có con dâu cả Thạch gia thôn chúng ta có ai không hâm mộ, lại là người đọc sách biết chữ, những cha mẹ của đám hài tử kia có ai không tân bốc lão tỷ tỷ ngươi chứ? Thạch Lý Thị thở dài, nếu không thì nói sao, kỳ thật lúc ban đầu ta cũng đồng ý cho con dâu cả dạy học, hương thân quê nhà có khả năng giúp đỡ chút ít còn không giúp đỡ ư, nhưng ngươi cũng biết, gần đây cũng không biết cái người thối miệng nào bắt đầu ở đằng sau thuyết tam đạo tứ, với nữ nhân quan trọng nhất không phải là thanh danh sao. Cũng không thể vì những đứa trẻ kia, phá hủy thanh danh của con dâu ta chứ. Vương bà tử nghe xong gật gật đầu theo nói, lão tỷ tỷ, ngươi biết là ai truyền đi không? Thạch Lý Thị lắc đầu, ta nào biết đâu chứ, ngươi cũng không biết đâu, trước đó Lý Mụi Tử vừa nói với ta đây rất tức mà, ngươi nói con dâu cả của ta có oan hay không? Thật sự là hảo tâm lại bị coi như lòng lang dạ thú, tư thục trong huyện thành kia tốn bao nhiêu bạc. Một năm kia không dưới 10 lượng bạc đâu. Chúng ta chỉ lấy mấy trăm văn tiền, vì cái gì? Không phải là hy vọng có thể giúp chút việc sao? Ngươi nói dựa vào nhà ta hiện tại, lại có nhị thúc bọn hắn giúp đỡ, còn thiếu bạc sao? Phải biết rằng hoàng đế đó, hoàng đế lão tử ban thưởng hoàng kim. Nhà bọn ta còn có thể thiếu mấy trăm văn tiền đồng ai? Đầu năm nay người tốt khó làm mà. Lão tỷ tỷ, ta nói với ngươi là Thạch bà tử đầu thôn đông truyền đi, đó là quả phụ lẳng lơ của quan lão gia đã chết. Xác định là nhìn cuộc sống của nhà lão tỷ tỷ ngươi hiện tại trôi qua như ý, đỏ mắt thôi, lão tỷ tỷ đừng để trong lòng. Thạch Lý Thị vừa nghe lời này bày ra một bộ dạng muốn đi tìm Thạch bà tử tính sổ, Vương bà tử vội vàng ngăn lại, lão tỷ tỷ của ta, ai, Thạch bà tử chúng ta lại không chọc nổi, lại cũng là thủ phủ của Thạch gia thôn chúng ta. Đây chính là phải xảy ra chuyện. Thạch Lý Thị hừ lạnh một tiếng, thủ phủ. Đó là trước kia. Hiện tại thủ phủ Thạch gia thôn chúng ta là nhị thúc hắn, đây chính là hoàng đế ban thưởng Kim Nguyên Bảo. Lại có bản hiệu Ngự Tứ, còn đang mở y quán ở thị trấn, mà ngay cả huyện Thái Gia cũng phải nhún nhường ba phần. Những quan lại quyền quý kia có ai không tân bốc hả? Khi dễ lão Thạch gia chúng ta không có người, lại giống như trước kia mẹ quá con cô dễ khi dễ sao, ta đây đã kêu phúc tử vào thành đi tìm nhị thúc hắn, hừ. Nhất định phải quản thúc những người không có nhãn lực kia. Dám ở sau lưng nói hai con dâu ta không tốt. Vương bà tử vừa nghe xong, trong nội tâm rung lên, nghị luận sau lưng này cũng có một phần của mình, nếu như nháo lớn, không chừng mình cũng bị vòng vào đi. Ôi chao, sao mình lại không nhớ chứ? Như thế nào đã quên hiện tại lão Thạch gia có chỗ dựa rồi? Đây chính là... Vội vàng vẽ mặt cười theo, cũng không phải sao. Lão tỷ tỷ, từ nay về sau ta cũng muốn dựa vào lão tỷ tỷ nâng đỡ mà, việc này giao cho vương bà tử ta xử lý, tuyệt đối làm cho Thạch bà tử ăn buồn bực thiệt thòi. Thạch Lý Thị cười nói, không cần, bây giờ lão Thạch gia chúng ta vùng lên, đừng đến lúc đó làm phiền hà ngươi, ngươi liền ở tại chỗ chờ coi náo nhiệt đi. Ta nhất định bắt nguyên một đám người nói bậy kia, hừ. Vương bà tử nghe xong lời này càng cả kinh, vội vàng tìm vài cái lý do nói trong nhà có việc nên đi trước. Thạch Lý Thị nhìn bóng lưng vương bà tử phun một ngụm nước miếng trên mặt đất, chơi đùa cái gì hả? Đến buổi tối, Thạch bà tử liền tự mình cầm hộp điểm tâm đến tận cửa. Thạch Lý Thị thấy vậy trong nội tâm liền khen ngợi con trai lớn của mình có bản lãnh, có chủ kiến nhưng trên mặt vẫn bày ra một bộ dáng không chào đón ngươi. Đi theo đằng sau Thạch bà tử Thạch lão cửu, Thạch Lý Thị cũng không nên trực tiếp ồn ào với người, dù sao mặt mũi thôn trưởng là phải cấp, thôn trưởng ngài đã tới, vào nhà ngồi. Thạch lão cửu cười nói, lão muội tử, mấy ngày này trôi qua thế nào? Thạch Lý Thị cười nói,
ta là lão bà đến lúc hưởng phúc à, ai biết lão nhân nhà ta còn có Tôn đại thần là ca ca ruột. Nghe xong lời này, Thạch bà tử ở một bên cười khang nói, muội tử à, kỳ thật những cái kia đều là hiểu lầm, ngươi cũng biết ta là người mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, nếu đắc tội muội tử cũng đừng để vào trong lòng. Thạch Lý thì cười nói lời này làm gì, vào nhà ngồi đi. Nói xong nhìn cũng không nhìn Thạch bà tử. Thạch bà tử hướng về phía Thạch lão cửu đưa mắt ra hiệu. Trong lòng Thạch lão cửu rất hận, nhưng mà cũng không còn biện pháp nào không phải sao. Bản thân mình cũng cần chỗ tốt nhà người ta, liền đành phải mặt cười theo nói, lão muội tử, cho cửu ca ngươi một phần thể diện, việc này coi như xong, ngươi yên tâm, từ nay về sau không ai dám ở Thạch gia thôn nói nhà các ngươi một câu không phải, lời này cửu ca ngươi để lại rồi. Không lâu sau, Thạch Lai Phúc liền đi đến lên tiếng chào hỏi cùng Thạch lão cửu, Thạch bà tử, nương, đây là sao? Thạch Lý Thị nói, không có việc gì, cửu thúc ngươi tới xem một chút, nương tử của ngươi đâu? Thạch Lai Phúc cười nói, ở nhà nhị thúc. Thạch Lý Thị gật gật đầu, nói với nương tử ngươi chưa? Thạch Lai Phúc biểu hiện ra một bộ dạng khó xử, nương, điều này thật sự là không tiện mở miệng, tử phu thật sự là sợ đến lúc đó cha mẹ của hài tử thôn chúng ta và thôn lân cận đến đây náo loạn. Thạch Lý Thị thở dài, náo loạn thì lại có làm sao, không thể vì cái này mất đi thanh danh không phải sao? Nếu như có người đến náo, ngươi liền trực tiếp nói thẳng mọi chuyện thì được rồi. Thạch Lai Phúc nghe xong đành phải gật gật đầu, nếu không bây giờ con đi qua để cho tử phu nói một tiếng cùng những hài tử kia đi. Thạch Lý Thị gật gật đầu, Thạch lão cửu ở một bên vội vàng ngăn Thạch Lai Phúc lại, lão muội tử, việc này coi như xong đi, cũng không thể rét lạnh lòng người không phải sao. Thạch Lý Thị cười nói, nhưng cũng không thể để cho con dâu ta bị nước miếng dìm chết đuối mà, vẫn còn có ba cái búp bê muốn nương. Thạch lão cửu lau mồ hôi, lão muội tử đây không phải còn có cửu ca ngươi sao? Ngươi yên tâm là được. Thạch bà tử cũng liền vội vàng phụ họa nói sẽ giải thích rõ ràng cùng người khác hiểu, thỉnh Thạch Lý Thị yên tâm vân, vân. Sau một phen từ chối, Thạch Lý Thị gắng gượng đáp ứng để cho Tằng tử phu tiếp tục dạy học. Lúc này Thạch lão cửu và Thạch bà tử mới cáo từ ra về. Trên đường đi trở về, Thạch lão cửu quở trách Thạch bà tử, ngươi cho rằng lão Thạch gia bây giờ vẫn là quả hồng mềm trước kia. Đừng nói thôn trưởng ta đây, chính là đại lão gia chúng ta cũng không dám nói gì ở đằng sau, ngươi thật sự là bị lừa đá đầu. Nếu không nhìn trên mặt ca của ngươi, chuyện mất mặt như vậy, ta quả thật là không muốn trông nom. Việc này ngươi nhìn rồi nghĩ cách sửa chữa đi, nếu thực nháo lớn rồi, nếu Lý Quang Xuân nhúng tay, thì ngay cả ca của ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Tuy trong lòng Thạch bà tử không thoải mái, nhưng không phải không thừa nhận lời Thạch lão nói, ai, hiện tại lão Thạch gia mình không chọc nổi. Vì chuyện này mà cháu trai lớn cũng ầm ĩ với mình một trận, mình cũng là người sống ở dưới mái hiên nhà người ta, ai. Nhưng dựa vào cái gì những chuyện tốt kia cũng rơi trên người Thạch Lý Thị. Nếu năm đó mình đồng ý gả cho Thạch Tam Thành thì đâu còn có Thạch Lý Thị kiêu ngạo vui sướng chứ. Thì ra lúc còn trẻ Thạch Tam Thành có cầu hôn qua với Thạch bà tử, nhưng cả nhà Thạch bà tử đều chướng mắt Thạch Tam Thành, cảm thấy nhà hắn không giàu có. Về sau Thạch Tam Thành cưới Thạch Lý Thị, Thạch bà tử nhìn cả nhà bọn họ trôi qua gian khổ trong nội tâm nhìn cũng đắc ý cười ha ha, nhưng chính mình cũng không gả thật tốt như trong tưởng tượng. Cái tên ma quỷ đã chết kia của mụ là kẻ thích uống rượu đánh bạc, vốn gia sản cũng giàu có đều bị thua hết sạch, bản thân mụ cũng bị khốn khổ. Nếu không phải về sau tên ma quỷ kia uống nhiều quá rơi xuống cầu chết đuối, mụ còn không biết phải chịu tội bao lâu nữa. Tuy cảnh tượng trở về nhà mẹ đẻ cũng náo nhiệt nhưng thân ăn nhờ ở đậu khổ sở cũng là không thể nói ra được. Nhìn cuộc sống của Thạch Lý Thị càng ngày càng tốt, thật sự là trong nội tâm không thoải mái mới có chuyện này xảy ra. Buổi tối Thạch Lý Thị nói những chuyện cũ năm xưa này cho Tằng tử phu chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Nhưng trên mặt vẫn nịnh nọt, còn không phải sao, vẫn là nương chúng ta có phúc khí, phúc ca chàng nói đúng không? Thạch Lai Phúc liền vội vàng gật đầu. Thạch Lý Thị cười nói, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của ngươi kìa, thật là ngọt như bôi mật rồi. Thạch Lý Thị vừa nói xong lời này, gần đây ba bánh bao tham ngọt liền ném món đồ chơi trong tay, chạy đến trước mặt Thạch Lý Thị, bà nội nói chỗ nào có mật. Tiểu Bùn muốn ăn mật. Bà nội, cỏ nhỏ và Tiểu Diệp Tử cũng ăn. Cỏ nhỏ lôi kéo Tiểu Diệp Tử nhìn Thạch Lý Thị, Tiểu Diệp Tử không có lên tiếng nhưng mà ánh mắt mong mỏi nhìn Thạch Lý Thị. Thạch Lý Thị thấy vậy cười lên ha hả, chỉ lên trán mấy đứa Tiểu Bùn, ai u,
tham ăn chết các cháu. Sáng mai để cho cha cháu đi vào trong thành mua mật cho các cháu có được không? Tiểu Bùng, Cỏ Nhỏ, Tiểu Diệp Tử nghe xong đều hướng về phía Thạch Lý Thị lộ ra tươi cười rực rỡ, nguyên một đám tiến lên hôn nhẹ Thạch Lý Thị, chọc cho Thạch Lý Thị trái một câu cháu ngoan, phải một câu cục cưng. Tằng Tử Phu, Thạch Lai Phúc nhìn nhau cười, cuối cùng không phải cửa thành không có lửa. Buổi tối Thạch Lai Phúc bò lên giường bắt đầu không thành thật, Tằng Tử Phu cười nói, sáng sớm mai lại phải đi mua mật cho nhi tử chàng đâu, coi chừng dậy không nổi. Thạch Lai Phúc bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Tằng Tử Phu, mỗi lần đều là ta có tinh thần, không biết ai mỗi lần đều dậy không nổi. Tằng Tử Phu vừa nghe lời này, vểnh môi trừng Thạch Lai Phúc, hôm nay mệt mỏi. Nói xong thì lật người muốn đắp chăn ngủ, Thạch Lai Phúc làm sao chịu chứ, trực tiếp đặt Tằng Tử Phu ở dưới thân, cắn lên cái miệng nhỏ nhắn đang vểnh. Liếm liếm vành tai Tằng Tử Phu, nương tử, nàng nhanh nhanh thưởng cho ta. Tằng Tử Phu đẩy Thạch Lai Phúc không ra vừa định véo một cái trên lưng Thạch Lai Phúc chợt nghe được Tiểu Bùng nói, cha, sao cha khi dễ nương. Cỏ Nhỏ cũng nói, cha xấu. Tiểu Diệp Tử vuốt vuốt đôi mắt mê mẩn trừng trừng hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Thạch Lai Phúc đã cởi hết quần cũng không thể vén chăn lên, cầu cứu nhìn Tằng Tử Phu, Tằng Tử Phu phì cười, đẩy Thạch Lai Phúc ra, sửa sang lại quần áo mang theo mấy bánh bao nhỏ trở lại trên giường gỗ nhỏ dụ dỗ ba bánh bao ngủ. Nhìn vẻ mặt chưa thỏa mãn dục vọng của Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Phu cười nói, đêm nay thành thành thật thật ngủ đi, hiện tại hài tử lớn ngủ cũng không thành thật giống như trước rồi, không tốt. Thạch Lai Phúc thở dài ôm chầm Tằng Tử Phu, trong lòng thầm suy nghĩ đến sáng mai sẽ dọn ba tên bại hoại sang phòng nhỏ bên cạnh ở. Hết phần 5, mời các bạn đón nghe phần 6.